Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 164. Vì sao nàng ấy lại đến đây? Hạ Thiên thành thật hỏi. Tào Thiển Thiển lắc đầu, gương mặt cũng hiện lên sự nghi ngờ, người hỏi nhầm người rồi, thật ra ta không quen biết nàng ấy, chỉ mới quen 3 ngày trước thôi. Nàng ấy cũng không nói bất cứ chuyện gì với ta. Thế hình dạng của nàng ấy như thế nào? Hạ Thiên hỏi một vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Tào Thiển Thiển mỉm cười, thế nào? Nếu dung mạo nàng ấy xấu, ngươi sẽ không cứu nàng ấy. Dĩ nhiên không phải rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bé ngoan nói thế nào cũng đã giúp ta rất nhiều, còn là đồ đệ của vợ tiểu yêu tinh. Nàng ấy gặp nạn, ta nhất định sẽ cứu. Nhưng nếu diện mạo nàng ấy xinh đẹp, ta lại càng vui vẻ mà cứu hơn. Nếu dung mạo không đẹp, khi cứu có thể sẽ không vui vẻ như vậy. Hình dạng của nàng ấy như thế nào, ta cũng không biết. Tào Thiển Thiển đáp, khi nàng ấy đến, trên mặt còn đeo khẩu trang, mặt rất nhỏ, khẩu trang hoàn toàn che khuất hết. Nhưng ánh mắt của nàng ấy giống như người có bệnh, khá vàng, có chút cảm giác khô héo. Được rồi, không còn chuyện của ngươi nữa. Hạ Thiên đuổi Tào Thiển Thiển đi. Tào Thiển Thiển nhắc nhở lần nữa, ngươi nên cẩn thận một chút. Qua không giờ, ngươi cứ thành thật nằm ngủ trên giường, có nghe được âm thanh gì cũng không được động đậy. Ta ước gì còn có chút động tĩnh đấy. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, nếu không, nó sẽ rất nhàm chán. Tùy ngươi thôi, dù sao ta cũng đã nhắc nhở qua. Tào Thiển Thiển cũng không khuyên tiếp. Nàng thu dọn toàn bộ thức ăn và hộp cơm xong, lập tức rời khỏi phòng Hạ Thiên. Vừa trở lại nhà bếp, nàng đã nhìn thấy Tào Bàn Tử cầm một con dao nhọn yên lặng đứng trong bóng tối. Ngươi đã nói gì với hắn? Tào Bàn Tử lạnh giọng hỏi. Tào Thiển Thiển giật mình, thiếu chút nữa không té ngã, Lục Thúc, ngươi đứng đó làm gì vậy? Ngươi muốn dọa người à? Ta hỏi ngươi đã nói gì với tiểu tử đó? Gương mặt Tào Bàn Tử hiện lên sự tức giận, quát hỏi lần nữa. Cũng không có gì, con ngươi Tào Thiển Thiển đảo một vòng, ra vẻ lạnh nhạt nói, không phải ta nói hắn đến tìm người sao? Cô gái 3 ngày trước hình như là bạn gái của hắn. Tào Bàn Tử khẽ cau mày, ngươi không nói chuyện kia cho hắn biết chứ? Chuyện nào? À, không có, Tào Thiển Thiển lắc đầu, sau đó nói với Tào Bàn Tử, Lục Thúc, ta cảm thấy không thì ngươi bán quán cơm này đi, chuyển sang thành phố khác mà sống. Bán, cái rắm, Tào Bàn Tử giận tím mặt, chỉ vào Tào Thiển Thiển mắng to, đây là quán cơm truyền thừa 200 năm của Tào gia chúng ta, tại sao có thể bị mất trong tay của ta được? Năm đó cha ngươi từ bỏ, kết quả thì sao? Chưa đến 40 tuổi đã chết, ta còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa đấy. Tào Thiển Thiển có chút lo lắng nói, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Lục Thúc, chẳng lẽ ngươi không phát hiện gần đây có rất nhiều người kỳ quái thường xuyên xuất hiện gần đây sao? Ta đã sớm phát hiện rồi. Tào Bàn Tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập hung quang, nhưng bọn họ không có can đảm tiến vào ở. Tóm lại, người dám đánh chủ ý vào quán cơm, ta tuyệt đối không bỏ qua cho hắn ta. Những chuyện khác, ta không xen vào. Tào Thiển Thiển do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, Lục Thúc, ta cảm thấy Hạ Thiên đến hôm nay nói không chừng có thể giúp chúng ta giải quyết phiền phức. Nếu không, người đi nói với hắn. Nói cái gì, có cái gì cần phải nói chứ? Tào Bàn Tử càng thêm tức giận, có chút bất thiện chừng mắt nhìn Tào Thiển Thiển, người bớt can thiệp vào những chuyện này đi. Quán cơm này là của ta, truyền thừa 200 năm, không có bất cứ vấn đề gì, người nghe rõ chưa? Nhưng, Tào Thiển Thiển im lặng, không biết nên nói gì cho phải. Còn ngươi nữa, ngày mai ngươi về nhà mẹ của ngươi đi, ta không cần ngươi giúp đỡ nữa. Sắc mặt Tào Bàn Tử lạnh xuống, giọng nói có chút khó chịu, chân tay lóng ngóng, còn thường xuyên làm trở ngại việc của ta chứ không giúp được gì. Ngươi trở về lo học đi, đừng quan tâm những chuyện mà mình không thể giải quyết. Nửa đêm, bên ngoài quán cơm Hòa Bình. Mấy tên côn đồ mang theo thứ gì đó đến gần cửa sau quán cơm. Phắc, trên người còn có mùi thối. Lý Kỳ đã thay một bộ quần áo khác, dùng mũi ra sức hít hà nhưng vẫn cảm nhận được mùi tanh hôi của đủ loại tạp chất, cơn tức trong lòng lại một lần nữa tăng lên, nếu ta không làm thịt tên tiểu tử kia, Lý Kỳ ta làm sao mà lăn lộn trên phố người Hoa này nữa. Hai tiểu đệ bên cạnh không ngừng gật đầu phụ họa, đúng, nhất định phải cho tên tiểu tử kia đẹp mắt. Dám ném lão đại vào thùng rác,
quả thật là một sự sỉ nhục, chúng ta nhất định phải báo thù. Sắc mặt Lý Kỳ thay đổi, nhấc chân đạp ngã một tên tiểu đệ, trịnh trọng cải chính, là hắn đẩy ta một cái, mặt đất quá trơn, ta không cẩn thận ngã vào thùng rác. Mẹ nó, người nhớ kỹ cho ta. Vâng, vâng, là trượt chân ngã vào thùng rác. Gã tiểu đệ đeo bông tai vội vàng gật đầu. Gã tiểu đệ để tóc kiểu màu gà chỉ vào quán cơm, có chút sợ hãi nói, lão đại, ta nghe người ta nói quán cơm này đến tối sẽ có chút tà môn, quỷ xuất hiện huyên náo rất lợi hại. Chúng ta thật sự phải vào trong sao? Đánh giám, Lý Kỳ đưa tay đánh gã tiểu đệ của mình một cái, quỷ gì mà quỷ? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn tin mấy thứ này? Quỷ không tồn tại. Nói xong, trong lòng hắn ta đột nhiên sợ hãi, nhưng lại mạnh mẽ bổ sung, nhất định là do lão mập kia tự mình bày ra. Tiểu đệ tóc màu gà vẫn còn chút do dự, lẩm bẩm, nhưng ba ngày trước, ta nhìn trộm sang bên này, tận mắt nhìn thấy có một cô gái bị quỷ. Người biết cái gì, ta nghe nói có người muốn ép mua quán cơm này, cho nên mới bày ra chuyện ma quỷ. Tiểu đệ đeo bông tai đá gã tiểu đệ tóc màu gà một cái, phụ họa Lý Kỳ, không cần nghĩ cũng biết, nhất định đây là trò vặt của Tào Bàn Tử. Trong lòng Lý Kỳ thoáng an định xuống, sau đó chỉ vào tiểu đệ đeo bông tai, ngươi ở đây đi, ta và màu gà vào trong tìm tiểu tử kia, ngươi ở bên ngoài canh chừng. Cần chi đại ca xuất mã chứ, để ta và bông tai vào trong là được. Tiểu đệ tóc màu gà vỗ ngực, tự tin nói. Không được, ta nhất định phải tự mình tìm được tên nhóc kia. Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó mỉm cười nói, hơn nữa, lão Tào Bàn Tử kia cũng rất chán ghét. Thuận tiện lần này vào khoáng một khoản tiền, cho ông ta biết sự lợi hại của Lý Kỳ ta. Kỳ ca ngưu bức quá, tiểu đệ đeo bông tai mừng rỡ vỗ tay, chờ có tiền, chúng ta đến câu lạc bộ khiêu vũ thiên đường, uống một ly với Olivia. Xem tiền đồ của ngươi kìa, Lý Kỳ mắng một tiếng, lạnh lùng nói, cô gái đó có gì tốt đâu. Ngày nào cũng muốn hút phấn của lão tử, con mẹ nó, lão tử cái gì cũng dính, nhưng cái này thì không. Nhưng đại ca, vì sao chúng ta lại mang xăng đến? Tiểu đệ đeo bông tai đưa thùng xăng trong tay mình ra, có chút không hiểu nói. Các ngươi không hiểu được đâu, biểu hiện Lý Kỳ trở nên nghiêm túc, đưa tay với hai đứa tiểu đệ lại gần, nhẹ giọng nói các ngươi không phải nói quán cơm này có mấy thứ bẩn thỉu sao. Nếu đến lúc đó chúng ta gặp phải, người tưới xăng ngay, ta và màu gà chạy ra ngoài, sau đó đốt cháy quán cơm quỷ quái này, tránh cho nó hại người lần nữa. Đại ca, vừa rồi không phải ngươi nói quỷ không tồn tại sao? Tiểu đệ tóc màu gà mờ mịt hỏi ngược lại. Mẹ nó, đầu của ngươi bằng gỗ à? Lý Kỳ đưa tay đánh vào ót hắn ta một cái, mắng to cái này gọi là hai tay cùng chuẩn bị. Hơn nữa, nếu vạn nhất có mấy thứ bẩn thỉu khác thì sao, ai nói cho ngươi biết nhất định là quỷ chứ? À, tiểu đệ tóc màu gà gật đầu, đại ca đúng là đại ca, quả nhiên lợi hại. Bớt nói nhảm đi, nào, bông tai, ngươi ngồi xuống. Lý Kỳ lười nói thêm câu nào, dẫm lên vai tiểu đệ đeo bông tai, leo qua cửa sau, hai ba cái đã leo đến cửa sổ phòng lầu 2, nhẹ nhàng nhảy thêm cái nữa, mò đến bệ cửa sổ lầu 3. Không thể không nói, thân thủ của Lý Kỳ vẫn rất nhanh nhẹn, chưa đến 2 phút đã mò được đến cửa sổ phòng Hạ Thiên, sau đó nhẹ nhàng cạy cửa sổ này xuống phòng. Vừa nhảy xuống, Lý Kỳ vừa lúc đối mặt với một đôi mắt. Quỷ! Lông tóc toàn thân Lý Kỳ dựng lên, nửa giây sau đã đổ mồ hôi lạnh cả người, ngay cả linh hồn cũng muốn bay ra khỏi cơ thể. Một giây sau, gần như là bản năng tự cứu, Lý Kỳ quay người xông về phía cửa sổ, làm bộ như muốn nhảy ra ngoài. Ai biết được vừa mới đến gần cửa sổ, chỉ thấy một đôi chân đạp vào. Đại ca, ngươi ở đâu vậy? Tiểu đệ tóc màu gà từ cửa sổ nhảy vào, gương mặt lộ ra vẻ kỳ quái, thật kỳ lạ. Vừa rồi hình như ta đạp trúng cái gì đó. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, người đạp trúng một người. Ai, tiểu đệ tóc màu gà phản xạ có điều kiện hỏi tiếp một câu. Mẹ ngươi, trên mặt đất vang lên một giọng nói tức giận. Tiểu đệ tóc màu gà đột nhiên biến sắc, mẹ ta chết sớm, ai chiếm tiện nghi của ta thế? Nếu ngươi không chuyển cái chân của mình đi, người chết không chỉ mẹ của ngươi. Lý Kỳ bị tiểu đệ giẫm dưới chân. Nghiến răng nghiến lợi mắng. Lúc này, tiểu đệ tóc màu gà cúi đầu nhìn lại, phát hiện lão đại của mình đang nằm trên mặt đất,
vội vàng nhảy đến bên cạnh đỡ lão đại dậy, đại ca, tại sao ngươi lại nằm trên mặt đất, coi chừng lạnh đấy. Ai nằm trên mặt đất chứ? Ta bị ngươi gạt ngã xuống đất thì có. Lý Kỳ đưa tay đánh tới. Vậy tại sao ngươi lại đứng trước cửa sổ chứ? Tiểu đệ tóc màu gà có chút ủy khuất nói, ta còn phải vào mà, không thể. Lý Kỳ tức giận muốn đánh lại, đột nhiên nhớ đến cặp mắt vừa rồi nhìn thấy, lập tức sợ hãi, đi, trước đừng quan tâm điều này. Chúng ta rời khỏi chỗ này trước. Đã đến rồi, các ngươi cũng đừng nên đi nữa. Âm thanh lười biếng kia lại vang lên. Gã tiểu đệ tóc màu gà mờ mịt nhìn Lý Kỳ, đại ca, ai đang nói chuyện vậy? Ngươi còn gọi các huynh đệ khác đến sao? Con mẹ nó, óc ngươi óc heo à? Lý Kỳ tức giận đến mức mặt chuyển từ trắng sang xanh, là quỷ, nơi này có quỷ. Bốp! Tiểu đệ tóc màu gà bước mấy bước đến bức tường, sờ soạng nhấn công tắc điện, trong phòng lập tức sáng lên, nào có quỷ chứ? Trong phòng, ngoại trừ hai người khách không mời mà đến là bọn họ, người còn lại chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên cười nói, trên thế giới xác thực không có quỷ, nhưng trong lòng các ngươi có quỷ. Là tiểu tử ngươi, ngươi giả thần giả quỷ làm ta sợ. Lý Kỳ vừa nhìn thấy Hạ Thiên, lập tức nổi giận, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Bây giờ nợ mới thù cũ báo cùng một chỗ. Vừa dứt lời, đèn trong phòng lập tức tắt đi. Màu gà, ngươi làm cái quái gì thế? Ngươi tắt đèn làm gì? Lý Kỳ giật mình, quay đầu quát lớn tiểu đệ của mình. Ta không có tắt mà. Gã tiểu đệ cũng cảm thấy kỳ quái, a, tại sao lại không thấy công tắc? Hạ Thiên nói, phòng này không có quỷ nhưng có những vật khác. Nhìn qua, các ngươi đang có chút hưng phấn. Các ngươi bồi nó chơi đùa đi. Ngươi, ngươi đừng có nói hưu nói vượn. Hai chân Lý Kỳ run rẩy, nhưng ngoài miệng lại cường ngạnh, giả thần giả quỷ, ta không sợ ngươi đâu. A, à, hắn ta còn chưa nói xong, nửa người trên đã biến mất, nửa người dưới ngã xuống đất. Trong căn phòng đen như mực trong nháy mắt chỉ còn lại hai người rưỡi. Loáng thoáng giống như có thứ gì đó như khói như sương xuất hiện. Khi tiểu đệ tóc màu gà còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, bỗng dưng có hai sợi sương mù bay vào mũi của hắn ta. Tiếp theo, hắn ta cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cả người nhẹ như sắp bay lên. Sau đó, hắn ta bay lên thật, bởi vì hắn ta đã hóa thành một luồng khói đen, trong nháy mắt đã dung nhập vào bên trong bóng tối. Người biến mất như vậy sao? Hạ Thiên lạnh nhạt đứng ngoài quan sát. Tuy nhiên, luồng khói đen kia còn chưa tận hứng, chậm rãi đến gần Hạ Thiên, phân ra mấy sợi khói bay vào mũi miệng của hắn. Hạ Thiên mỉm cười nói, chút trình độ đó của ngươi còn định có ý đồ với ta. Mấy sợi sương mù hoàn toàn không chạm được đến cơ thể Hạ Thiên, dừng lại cách hắn 2-3 mét, bất luận di chuyển như thế nào cũng không thể đến gần nửa phần. Vù vù vù, đám sương mù kia có chút gấp lên. Sau đó bùng lên giống như nước suối. Gấp cái gì chứ? Hạ Thiên cười nói, tuy nhiên, trình độ này vẫn còn chưa có tác dụng, ngươi nên trực tiếp hiện ra chân thân đi. Nhưng đám sương mù kia không hề có ý định nhận thua, vẫn không ngừng dũng mãnh tiến ra, nuốt mất cả căn phòng, sau đó mang theo thế cuồn cuộn nhào về phía Hạ Thiên, giống như một con mãnh thú. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Hạ Thiên ngáp một cái. Giữa ngón tay xuất hiện một ngân châm điểm vào trong hư không. Hít. Lúc này, đám sương mù mới cảm nhận được sự sợ hãi, liều mạng muốn rút về, đáng tiếc đã muộn. Ngân châm điểm xuống, tất cả cái gọi là yêu ma quỷ quái, tà ma si mị đều không thể ngăn cản. Đám sương mù giống như bóng đen kia trong nháy mắt tiêu tán. Phốc. Trong căn phòng bếp, Tào Ban từ miệng phun máu tươi, vô lực ngã xuống đất, ánh mắt dâng lên sự khô héo. Tại sao lại như vậy? Không thể nào, tại sao trên thế giới lại có người như vậy? Đợi một lát, Tào Mập không khỏi dâng lên sự hoài nghi, chẳng lẽ hắn không bên người từ bên ngoài mà là người từ giới bên trong ra? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tào Bàn Tử nghĩ đến điều này, lập tức lắc đầu thật mạnh, quán cơm Hòa Bình truyền thừa gần 200 năm, từ trước đến nay chỉ có vào chứ không có ra. Chẳng lẽ điểm trấn thủ bị dò gì? Thuận theo mạch suy nghĩ này, sắc mặt Tào Bàn Tử lập tức thay đổi, sau đó biến thành màu xanh, nghiến răng mắng, không cần suy nghĩ, nhất định là tiện nhân kia. Tào Bàn Tử trở về phòng của mình, móc ra một cái điện thoại đặc chế, sau đó bấm một dãy số. Này, nhạc tiện nhân, vừa mới kết nối,
Tào Bàn Tử đã chửi ầm lên. Đối diện vang lên một giọng nói cay nghiệt của một nữ nhân, Tào lợn chết, con mẹ nó ngươi mới là tiện nhân đấy. Ngươi gọi ta làm gì? Ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải chỗ của ngươi bị lọt không? Tào Bàn Tử lạnh giọng hỏi. Nữ nhân họ Nhạc đối diện nghe xong, tức đến phát run, mắng lại, Tào Bàn Tử, con mẹ nó gan ngươi to nhỉ, dám lái xe của lão nương, ngươi muốn chết đúng không? Con mẹ nó ai lái xe của ngươi? Tào Bàn Tử mờ mịt, một lần nữa quát hỏi, ta hỏi là kết giới có phải đã bị dò dỉ gì hay không? Sao, làm sao có thể được? Lúc này, nữ nhân họ Nhạc mới nghe ra được là có ý gì, có chút khó chịu nói, Tào Bàn Tử, đầu óc của ngươi có bệnh à? Nếu để lọt người, ta đã sớm thông báo cho các ngươi. Nhạc Nhất San ta cái nhìn đại cục vẫn phải có. Không phải ngươi, chẳng lẽ là Tiêu gia? Tào Bàn Tử do dự, lập tức lắc đầu loại bỏ suy nghĩ này, không thể nào. Tiêu gia đã sớm có bí cảnh thiên cung trong tay, đồng thời còn đóng giới điểm bí cảnh U Minh 60 năm trước. Tào Bàn Tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Nữ nhân họ Nhạc không khỏi thúc hỏi, nói chuyện không đầu không đuôi, thật khiến người ta phải khó chịu. Tào Bàn Tử lại do dự, sau đó thuật lại chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, trọng điểm nhắc đến Hạ Thiên, tiểu tử kia quá tà môn, hoàn toàn không giống nhân vật nhân gian, dường như là từ nội giới trốn đến. Ngươi nói hưu nói vượn gì đấy? Nữ nhân họ Nhạc lập tức phản bác, giới điểm của ta vẫn còn tốt, chỗ của ngươi cũng không bị hỏng, tại sao có người trốn ra được từ nội giới chứ? Không phải bên phía Tiêu gia. Khả năng này không lớn. Tào Bàn Tử lắc đầu, bí cảnh U Minh là đạo tàn cảnh, mặc dù Tiêu gia đã trộn lẫn một chân nhưng hứng thú không lớn. Huống chi, 3 tháng sau bí cảnh thiên cung sẽ mở ra, bọn họ không rảnh để nhúng tay vào chuyện này đâu. Đó là do ngươi nhìn lầm rồi. Nữ nhân họ Nhạc thẳng thắn nói, nam nhân mà ngươi nói là cường giả trời sinh, không liên quan gì đến tàn cảnh. Tào Bàn Tử không hiểu, nếu không liên quan, vậy hắn đến chỗ của ta để làm gì? Làm sao ta biết, nữ nhân họ Nhạc cảm thấy khó chịu, oán trách một câu, hơn phân nửa là do ngươi suy nghĩ nhiều, người ta hoàn toàn không có hứng thú với giới điểm rách nát của ngươi. Cúp điện thoại nữ nhân họ Nhạc xong, Tào Bàn Tử rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ ông ta suy nghĩ quá nhiều rồi? Nếu người tên Hạ Thiên này không phải vì giới điểm mà đến, vậy hắn vì cái gì? Lúc này, hắn nhớ đến trước đó Tào Thiển Thiển đã nói, không khỏi tự nhủ, hắn thật sự đến tìm cô bé kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tàn cảnh U Minh, cung điện chỗ sâu. Hai nữ nhân đang bận rộn cái gì đó. Một người trong đó chính là tiểu cô nương Lăng Linh mà Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đã gặp bên trong bí cảnh quy khư. Hiện tại, nàng đã có một cái tên cho mình, Trương Lăng Linh. Nữ nhân còn lại chính là Ninh Nhụy Nhụy. Rốt cuộc cũng tu bổ xong chủ thể. Trương Lăng Linh cảm thấy hơi mệt, phủi phủi tay, nói với nữ nhân sau lưng, lần này nhờ có người hỗ trợ. Nếu không, ta chưa chắc có thể hoàn thành nhanh như thế. Ninh Nhụy Nhụy nhìn tòa cung điện có chút hùng vĩ trước mặt, thản nhiên nói, ta cũng không giúp đỡ được gì. Toàn bộ đều nhờ vào ngươi. Ngươi đừng nói như vậy, không có ngươi ở bên cạnh, ta đã sớm bị ám vụ ảo ảnh ăn mòn rồi. Trương Lăng Linh mỉm cười nói với Ninh Nhụy Nhụy, ta tìm ngươi cũng bởi vì ngươi đã từng ở bí cảnh quy khư, có kinh nghiệm đối phó những vật này. Vì sao ngươi không trực tiếp gọi Hạ Thiên đến giúp ngươi? Ninh Nhụy Nhụy vẫn luôn nghi ngờ chuyện này, hiện tại nàng nhịn không được liền hỏi. Trương Lăng Linh cũng không né tránh vấn đề, thẳng thắn đáp, rất đơn giản, Hạ Thiên không thể phỏng đoán được. Ta hoàn toàn không thể nắm giữ được hắn, tìm hắn hỗ trợ, nếu chẳng may xảy ra chuyện, ta sẽ không có cách ứng đối. Tàn cảnh U Minh không chịu được giày vò. Ngươi muốn tu bổ chỉ có cung điện này thôi sao? Ninh Nhụy Nhụy đưa mắt nhìn cung điện kia, đúng là to lớn, hơn nữa kiến trúc cũng không giống trái đất, không phải theo phong cách dị giới chứ. Có thể nói như vậy, Trương Lăng Linh đáp, đây là kiến trúc cố hương chủ nhân, ta căn cứ theo hình ảnh còn sót lại trong đầu mô phỏng ra. Ninh Nhụy Nhụy nhìn ra được chút mánh khóe, ngươi để ý nó như vậy, có phải nó còn có tác dụng gì đặc biệt hay không? Đương nhiên rồi, Trương Lăng Linh nhìn Ninh Nhụy Nhụy. Ý vị thâm trường nói, ba cảnh cộng minh mới có thể thức tỉnh chủ nhân. Cung điện này chính là nền móng cộng minh bí cảnh U Minh. Không có nó,
ba đại bí cảnh kia chỉ là ba tiểu động thiên linh khí khác biệt mà thôi. Ngươi nói chủ nhân, lông mày Ninh Nhụy Nhụy có chút cau lại. Ha ha ha, cái này không cần phải nói nhiều. Trương Lăng Linh có chút cảm thán, hơn một vạn năm trôi qua, hiện tại cũng là lúc tỉnh lại. Bởi vì bây giờ trái đất nguy cơ tứ phía, cần nàng tỉnh lại. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, không khỏi hỏi, ngươi nói nguy cơ tứ phía là có ý gì? Nói với ngươi cũng vô dụng thôi, bởi vì ngươi còn chưa đạt đến cấp bậc đó. Lúc này, Trương Lăng Linh ngược lại nhớ đến Hạ Thiên, đoán chừng cũng có chỉ Hạ Thiên, Nguyệt Thanh Nhã mới có được loại dự cảm này. Chấm. Tiên Vân Đại Lục, Lam Kinh, Đảo Thần Tiên. Sau khi giải quyết triệt để Dã Hỏa Lão Tổ, chúng nữ lần lượt quay về Lam Kinh. Quan trọng nhất sau đó chính là tổ chức Đại Hội An Thiên. Trước đó, bởi vì nhiều chuyện nên đã chậm trễ một khoảng thời gian, hiện tại một lần nữa ổn định lại, quyết định tổ chức vào cuối năm. Hiện tại, mạch nước ngầm ở Lam Kinh vẫn chảy như cũ, nhưng chỉ có một số thế lực, không đáng để lo. Ta có một dự cảm không tốt, Nguyệt Thanh Nhã đang ở trong phòng trà, chiêu đãi mấy chị em tỉ muội. Tham dự hội nghị còn có những người cảnh giới vững chắc, tâm trí càng thêm thành thục như Nguyệt Thanh Nhã, Lãnh Băng Băng, Kiều Tiểu Kiều. Về phần những người như Liễu Mộng, Triệu Yêu Yêu, bọn họ hoàn toàn không quan tâm đại sự này. Cho dù có tham gia hội nghị cũng chỉ ngủ gà ngủ gật, cho nên bọn họ quyết định không tham gia. Ngươi nói bên phía trái đất, Cơ Thanh Ảnh quả nhiên hiểu được đầu tiên, nếu ngươi không nói, ta cũng có dự cảm không ổn. Có phu quân tọa trấn ở đó, còn có Vũ Cơ tỷ tỷ, Dạ tỷ tỷ, thậm chí Isabella, sẽ không có chuyện gì đâu. Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tiểu Kiều lộ ra vẻ nghi ngờ, dự cảm không rõ của mọi người rốt cuộc từ đâu mà đến. Cũng không biết nữa, Nguyệt Thanh Nhã cũng không biết cảm giác này phát ra từ chỗ nào, chỉ có thể mơ hồ nói, hình như trái đất đang cầu cứu ta. Trái đất đang cầu cứu, Lãnh Băng Băng nghe xong, lại càng thêm khó hiểu, nhưng tâm tư nàng cẩn thận, đồng thời cũng biết được Nguyệt Thanh Nhã không phải người nói đùa. Bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, chẳng lẽ sẽ phát sinh chiến tranh gì hay sao? Không phải, Cơ Thanh Ảnh lắc đầu, đó chính là âm thanh của trái đất, hẳn bên trong cơ thể của nó có thứ gì đó muốn thức tỉnh. Bên trong cơ thể trái đất có thứ gì? Lòng đất, dung nham, Kiều Tiểu Kiều không hiểu hỏi. Nguyệt Thanh Nhã không khỏi cười khẽ một tiếng, nói với Kiều Tiểu Kiều, đừng dùng góc độ của con người mà suy nghĩ, hãy lấy thân phận tu tiên giả mà suy nghĩ. Mặc dù linh khí trái đất mong manh, không thích hợp tu hành, nhưng điều này không có nghĩa trong mấy năm tiến hóa của trái đất không có tu tiên giả được sinh ra, hoặc không có tu tiên giả giáng xuống. Chẳng lẽ chính là người vạn năm trước? Lãnh Băng Băng lập tức nghĩ đến điều này. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ liên lạc với Dạ Ngọc Mị nhưng cũng không kịp thời như vậy. Vô cùng có khả năng, Cơ Thanh Ảnh lạnh giọng nói, người sống vạn năm tuyệt đối là tu tiên giả, tu vi khẳng định không thấp. Nếu bọn họ tỉnh lại, nói không chừng có thể nghiền ép chúng ta. Bành! Lúc này, một luồng kim quang bỗng nhiên lao thẳng đến ngoài đảo thần tiên, đập thật mạnh vào đại trận hộ đảo. Từ trước đến nay, Hạ Thiên cũng không phải người có kiên nhẫn. Hắn chờ trong phòng một hồi, phát hiện không có phản ứng gì xảy ra, hắn không kiên nhẫn nổi nữa. Lén lén lút lút, chẳng dứt khoát gì cả. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu bây giờ ngươi không xuất hiện, ngươi có tin ta phá luôn căn nhà này của ngươi hay không? Tào Bàn Tử nghe Hạ Thiên nói, cơ thể không khỏi phát run, nhưng ông ta cũng không lên tiếng. Ông ta không tin Hạ Thiên dám phá căn nhà này của ông ta, hơn nữa cũng không có khả năng hủy nó. Bởi vì nơi này chính là kết giới điểm tàn cảnh U Minh. Bành! Hạ Thiên cũng không khách sáo, thấy không ai đáp lại, hắn đập một quyền vào vách tường. Một quyền này nhìn rất bình thường, không có gì lạ, cũng không mạnh như đã tưởng tượng. Nhưng toàn bộ căn nhà lại rung chuyển, bức tường bên kia đầu tiên là trì trệ, tiếp theo, toàn bộ mặt phẳng bắt đầu móp méo. Sau đó oành một tiếng, quyền phong phá thành một cái lỗ lớn. Bành, bành, Hạ Thiên lại đánh ra hai quyền. Lại có thêm hai bức tường bị đánh nổ. Căn nhà bị sập hơn nửa bên, thậm chí cả lầu ba cũng bị lung lay. Đoán chừng thêm hai quyền nữa, quán cơm này coi như sẽ bị phá hủy. Dừng tay, vị bằng hữu này, chúng ta vốn không quen biết, tại sao ngươi lại đến cửa gây sự, còn hủy đi căn nhà của ta?
Tào Bàn Tử cũng không nhịn được nữa, nhảy ra quát bảo Hạ Thiên ngưng lại. Hạ Thiên hờ hững nói, ngươi đừng lôi kéo làm quen. Ngươi không có tư cách làm bạn của ta. Còn nữa, ta không có gây sự, là ngươi trêu chọc ta trước. Nhanh như vậy mà ngươi đã quên rồi sao? Ta chẳng qua chỉ thăm dò mà thôi. Tào Bàn Tử có chút ủy khuất giải thích, ngươi cũng không bị tổn thất gì, đáng để mang thù sao? Chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngu ngốc, Hạ Thiên nhếch miệng, nhấc chân đạp sập bức tường cuối cùng của gian phòng. Khí lực rất lớn, toàn bộ quán cơm sụp đổ trong nháy mắt. Sắc mặt Tào Bàn Tử thay đổi, vô thức đưa tay đỡ lấy vách tường. Đáng tiếc, chẳng phát huy được tác dụng, cả người còn bị vùi lấp trong phế tích. Lục thúc, Tào Thiền Thiền không biết từ chỗ nào xuất hiện, vọt đến trước mặt Hạ Thiên, kêu về phía đống phế tích, ngươi đang ở đâu? Ngươi không sao chứ, ta đến cứu ngươi. Gương mặt Hạ Thiên lộ ra vẻ khinh thường, thản nhiên nói, lão mập chết bầm kia không có việc gì đâu, ngươi đừng kêu loạn nữa. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì thế? Ngươi vì chút chuyện nhỏ mà phá hủy quán cơm sao? Tào Thiền Thiền hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, quán cơm không còn, ta làm sao mà làm việc, còn kiếm học phí như thế nào, còn? Im miệng, nếu không, ta hủy ngươi cùng một chỗ luôn. Hạ Thiên khó chịu trừng nàng một cái. Tào Thiền Thiền sửng sốt, nhưng vẫn thức thời im miệng lại. Dù sao, Hạ Thiên có thể tay không phá hủy toàn bộ căn nhà, nếu chẳng may hắn có đam mê gì đặc biệt, nàng xem như thảm rồi. Rầm rầm, gạch đá trượt xuống, Tào Bàn Tử quả nhiên lông tóc không thương bò lên từ trong đống phế tích, hai mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Ngươi dám hủy quán cơm của ta, ta bắt ngươi phải trả giá đắt. Tào Bàn Tử cầm một con dao mổ heo loang lổ vết máu, cố gắng 200 năm của Tào gia ta cứ như vậy bị ngươi hủy đi, không giết ngươi, làm sao ta có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông. Ngươi nên nghĩ làm sao để giao phó với vật kia trước đi. Hạ Thiên mỉm cười, chỉ về phía sau ông ta. Tào Bàn Tử quay đầu nhìn lại, phát hiện đằng sau trống không, lại càng thêm tức giận, hét lớn lên, ngươi cười đã chưa? Thú vị lắm sao? Đây chính là quán cơm 7-8 thế hệ Tào gia chúng ta kinh doanh và bảo vệ, cứ như vậy bị ngươi hủy đi, ngươi còn cười được. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, vật kia có gì để bảo vệ chứ? Cứ trực tiếp xử lý là được, lại còn mấy thế hệ nhìn chằm chằm, đúng là một đám ngu ngốc. Ngươi thì biết cái gì? Tào Bàn Tử phẫn nộ quát, Tào gia chúng ta bảo vệ chính là giới điểm, không cho tà ma chi khí từ bên trong tuôn ra, làm nguy hại thế giới này, vì hòa bình của toàn nhân loại. Cho nên nó mới được gọi là quán cơm hòa bình. Nhìn quán cơm đã bị phá thành một đống gạch nát, Tào Bàn Tử cảm thấy đau lòng khó mà kềm chế, bây giờ giới điểm đã bị hủy, chỉ sợ tà khí bên trong rốt cuộc áp chế không nổi. Nhân loại nguy rồi, thế giới nguy rồi. Ngu ngốc thì chính là ngu ngốc, nghe không hiểu tiếng người. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hoặc ngươi biến đi hoặc đi chết, đừng ở đây làm vướng chân vướng tay. Ta còn phải đi tìm bé ngoan nữa. Cái này, làm sao mà tìm được? Tào Thiền Thiền nhìn đống đổ nát, có chút bi quan nói, cho dù ban đầu nàng ấy bị giam ở đây, hiện tại cũng sớm bị đè ép rồi. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tào Thiền Thiền, phát hiện nàng ấy cũng không phải đang cố ý giả ngu, cũng lười nói nhiều. Dù sao ban đầu hắn cũng không quen thân cho lắm. Thiền Thiên, bây giờ ngươi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Tào Bàn Tử đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt thay đổi. Bỗng nhiên giống lên với Tào Thiền Thiền. Bây giờ đi thì biết đi đâu. Tào Thiền Thiền khinh thường nói, hơn nửa đêm rồi, ngươi tưởng cô an toàn lắm sao? Tào Bàn Tử hơi gấp lên, quát lớn với nàng, nhưng cũng còn an toàn hơn so với nơi này. Chờ vật kia ra rồi, ngươi có muốn đi cũng không được. Vậy thì không đi nữa. Tào Thiền Thiền có chủ ý của mình, lẩm bẩm nói, ta cũng họ Tào, ngươi cảm thấy nếu có việc, ta trốn được sao? Tào Bàn Tử không lên tiếng, siết chặt con dao mổ heo trong tay, trịnh trọng dặn dò, vậy ngươi ở lại, tốt nhất nên theo sát ta không được rời khỏi. Mặc dù lục thúc ngươi là phế vật nhưng cũng là người tu hành, có chút bản lãnh trên người, chỉ cần chống đỡ đến trời sáng, tạm thời sẽ an toàn. Khi ông ta đang nói, từng tầng hắc khí từ trong lòng đất sinh ra, chậm rãi bao phủ phế tích quán cơm. Những bức tường đổ ngâm mình trong làn khói đen. Giống như muối ăn thả vào trong nước, dần dần hòa tan, cho đến khi biến mất không thấy đâu.
Rốt cuộc là thứ gì thế? Tào Thiển Thiển nhìn khói đen cuồn cuộn, biểu hiện như phát mộng. Tào bàn tử không có tâm tư trêu chọc, không phải ngày nào ngươi cũng la hét muốn giúp ta giải quyết vấn đề sao? Lục thúc ngươi đang đối mặt chính là vấn đề này, ngươi thử giải quyết một chút đi. Cái này, Tào Thiển Thiển có chút choáng váng. Nàng vốn cho rằng lục thúc của nàng đang âm thầm buôn người, đương nhiên bị người ta áp bách. Nàng thấy Hạ Thiên Ngưu bức như vậy, có thể giúp đỡ lục thúc của nàng xử lý hắc thủ đằng sau. Sau đó, lục thúc bán quán cơm đi, thừa cơ tẩy trắng. Kết quả, tình huống trước mắt rõ ràng đã vượt qua khỏi phạm vi nhận biết của nàng, nhất thời nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tiểu tử, người biết mình đã gây ra họa lớn như thế nào không? Tào bàn tử hừ lạnh một tiếng, hung hăng nói với Hạ Thiên, tà ma chi khí này không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần khí lực thì đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Sự việc còn phức tạp và lớn hơn so với ngươi đã tưởng tượng nhiều. Cái thứ đồ chơi này mà cũng gọi là lớn, cũng gọi là phức tạp. Hạ Thiên cảm thấy có chút nhàm chán, nếu cánh cửa dưới đáy kia mở ra, nói không chừng còn có chút thú vị. Cửa gì? Tào Thiển Thiển khó hiểu hỏi Tào bàn tử. Sắc mặt Tào bàn tử tái xanh, nghiến răng nghiến lợi đáp, cửa gì? Không có cửa nào cả. Không có cửa, ngươi nói vậy là có ý gì? Tào Thiển Thiển hỏi, lục thúc, có phải ngươi còn có chuyện giấu ta hay không? Không có cửa thì chính là không có cửa. Tào bàn tử lạnh lùng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tiểu tử, ta không biết ngươi nhận được tin tức từ chỗ nào, nhưng tốt nhất ngươi đừng nên làm loạn. Nếu không, ta sẽ làm thịt ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, không cần tin tức gì cả. Cánh cửa đặt ở đó, liếc mắt là có thể nhìn thấy. Rốt cuộc ngươi là ai? Tào bàn tử đột nhiên sinh ra nghi hoặc cực lớn với thân phận của Hạ Thiên, ngươi không giống người của Tiêu gia, trên người không có khí tức gia tộc trấn thủ giới điểm, thậm chí cũng không có khí tức của người tu hành, nhưng ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Tất cả đều là nói nhảm. Tào Thiển Thiển lắc đầu. Vù vù vù. Lúc này, khói đen bao quanh đã ngưng kết lại, như khói như sương, lại giống như vô số mãnh thú ẩn núp bên trong, lúc nào cũng có thể trào ra. Mẹ nó, không thể không liều mạng. Tào bàn tử nắm chặt dao mổ heo trong tay, miệng lẩm bẩm, cơ thể dần dần nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, lập tức vọt đến chỗ khói đen. Trảm tà lục thức, đoạn ma. Bên trong tiếng hét to, ánh sáng màu xanh bỗng dưng ngưng tụ thành một sợi dây, biến thành một phích lịch màu xanh, thẳng tắp chém về phía khói đen. Đáng tiếc, không trúng. Ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đã bị khói đen cắn trúng. Nhai hai ba cái rồi nuốt chừng. Về phần Tào bàn tử, cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị nuốt. Lục thúc, Tào bàn tử kinh hô một tiếng, cũng không để ý nguy hiểm hay không, xông về phía trước kéo hai cái chân của lục thúc còn chưa bị nuốt. Nhưng khí lực của nàng quá nhỏ, rất nhanh đã bị kéo vào trong khói đen. Này, cứu ta với! Tào Thiển Thiển quay đầu giống lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn thờ ơ như cũ. Gương mặt còn mang vẻ trào phúng như có như không. Ta biết bé ngoan ở đâu, ngươi không phải muốn tìm nàng ấy sao? Cứu ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, a. À. Lời còn chưa nói hết, Tào Thiển Thiển đã bị khói đen nuốt mất. Vèo. Khói đen dần dần huyễn hóa thành mặt người, mặc dù ngũ quan vẫn còn mơ hồ nhưng đã thành hình. Qua bao nhiêu năm, bổn ma quân rốt cuộc đã có thể ra ngoài. Khói đen dùng cái miệng mơ hồ của mình phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, linh khí của tinh cầu này hơi mỏng, nhưng phàm nhân lại vô cùng mỹ vị. Chỉ cần ăn thêm nhiều người, bổ sung khí huyết, bổn ma quân có thể trùng sinh lại như cũ. Ngươi chính là con chó giữ nhà chính tông dưới đáy kia. Hạ Thiên nhìn mặt đen to lớn, lười biếng hỏi. Mặt đen to lớn quay sang khinh thường nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ha ha, ngươi chính là tiểu tử phàm nhân dám đả thương ta. Bổn ma quân vốn muốn nuốt ngươi, nhưng nể tình ngươi thay bổn quân phá vỡ phong ấn, ta tạm thời tha chết cho ngươi. Ngươi mau cút đi. Bé ngoan có phải bị ngươi ăn hay không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Hắc khí ma quân mờ mịt hỏi, bé ngoan, đó là sinh vật nào vậy? Hạ Thiên không kiên nhẫn hỏi, ba ngày trước, có một nữ hài tử ở gian phòng mà ta đang ở, có phải ngươi đã ăn nàng ấy hay không? Bổn quân nào nhớ chứ, chỉ là phàm nhân thôi mà. Ăn thì ăn, ngươi quản được bổn quân sao? Hắc khí ma quân cười lạnh không thôi, lại tiếp tục huyễn hóa ra một cái tay,
chỉ vào Hạ Thiên, đừng dây dưa nữa. Nếu không, bổn quân sẽ từ bỏ ưu đãi đối với ngươi, ăn luôn cả ngươi. Ngươi không có bản lãnh đó đâu. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm, nếu ngươi không ăn nàng ấy khẳng định đã tiến vào cánh cửa đằng sau. Chó ngoan không cản đường, nếu không, ta một quyền xử lý ngươi. Ngươi dám mắng bổn quân là chó. Hắc khí ma quân giận tái mặt, nhấc trưởng đánh về phía Hạ Thiên, đi chết đi. Ma khí bôn lôi, áp thiên trưởng. Trưởng phong đến chỗ nào, khói đen cuồn cuộn chỗ đó. Mỗi một sợi đều mang theo uy áp khổng lồ, ngay cả không gian dường như cũng có cảm giác bị đè nát. Mỗi một sợi đều có lôi điện màu đen lấp lóe, còn có tính ăn mòn, cả mặt đất đều bị nứt ra vô số cái hố. Oanh! Mặt đất không chịu nổi cảm giác áp bức này, trong nháy mắt sụp đổ. Ngay cả Hạ Thiên đang đứng cũng biến mất không thấy. Không cần suy nghĩ, hắn hoặc bị chôn khi động đất, hoặc bị hắc lôi nổ thành hơi nước. Tóm lại, hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống. Đúng là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Hắc khí ma quân chắc chắn phán đoán của mình, cũng không tin có người có thể ngăn cản được một trường của nó. Tiếp theo, nó lẩm bẩm trước phá giới điểm, sau đó mở cửa, để bổn ma quân hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, sau đó chinh phục giới vực này, trọng trấn vinh quang ma môn ta. Ngươi đừng có nằm mơ, ngươi và ma môn gì đó của ngươi sẽ trực tiếp biến mất. Một giọng nói lười biếng truyền đến giữa không trung, trái đất không chào đón đám ngớ ngẩn các ngươi. Ai, là ai đang nói chuyện? Hắc khí ma quân giận dữ không thôi. Nó lần theo âm thanh nhìn lại, kết quả nhìn thấy tình huống khó có thể tin được. Nó nhìn thấy Hạ Thiên vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên nóc nhà bên cạnh, đang cười hì hì nhìn nó. Hạ Thiên cười một tiếng, đương nhiên là ta đang nói chuyện rồi. Không thể nào, tại sao ngươi lại còn sống? Tại sao ngươi còn sống chứ? Hắc khí ma quân mở to mắt, lắc lư cái đầu, nhất định là mắt của ta nhìn lầm. Trên thế giới này không có ai có thể chịu được một chưởng của ta mà có thể sống được. Một chưởng của ngươi chẳng khác nào gãi ngứa. Có chịu của ngươi 10 chưởng cũng chẳng có việc gì. Hạ Thiên khinh thường nhếch miệng. Hắc khí ma quân bị chọc giận, lập tức nhấc chưởng đánh ra liên tiếp 3 chưởng với Hạ Thiên, áp thiên chưởng nhị thức, ma khí tế nhật. Đừng ép nữa. Ngươi tưởng mình là nổi áp suất à? Hạ Thiên không kiên nhẫn nổi nữa, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Hắc khí ma quân, ta sẽ tặng lại ngươi một chưởng. Hắc khí ma quân giận quá hóa cười, giễu cợt Hạ Thiên, ngươi chỉ là phàm nhân, lại dám khiêu chiến với bổn quân, đúng là không biết sống chết. Bổn quân cũng muốn nhìn xem một chưởng này có thể đụng đến một cọng lông a. Bốp. Nó còn chưa nói hết, gương mặt đã chịu một bạt tai của Hạ Thiên. Một bạt tai này không có chút lòe loẹt, chỉ là một cái tát tai rất bình thường. Nhưng uy lực còn lớn hơn cái gọi là áp thiên trưởng của hắc khí ma quân, lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi vì hơn phân nửa người hắc khí ma quân đã không còn. Cái này, hắc khí ma quân vừa kinh vừa sợ. Trong ánh mắt còn lại chỉ còn là sự kinh khủng, tại sao phàm nhân lại có được sức mạnh khiến người ta chấn kinh như thế? Rốt cuộc ngươi là ai? Không phải là tiên nhân thiên đạo sao? Không đánh thắng được đối thủ thì đừng có mà tự cao. Cứ cho rằng mình thất bại, nó sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Hạ Thiên khịt mũi coi thường mấy hành vi này, người bị một bạt tai của phàm nhân đã bị bay nửa người, đừng có mà tự cao mãi. Người thậm chí còn không bằng cả một tân binh người phàm. Không thể nào, hắc khí ma quân làm sao có thể tiếp nhận hiện thực này? Nó nói tiếp, người nhất định là tiên nhân thiên đạo. Hoặc bọn họ chuyển thế, hoặc ngươi chính là truyền nhân của nàng. Bằng không, tại sao bên trong trường pháp của ngươi lại ẩn chứa sức mạnh pháp tắc? Nếu không có pháp tắc, chỉ một bạt tai, làm sao có thể làm ta bị thương? Ngu ngốc thì chính là ngu ngốc, luôn tìm cớ cho những thất bại của mình. Hạ Thiên lắc đầu, biểu hiện càng thêm khinh thường, đáng tiếc tìm được cớ lừa mình thì thế nào, còn không phải đánh không lại sao? Hừ! Chẳng qua ngươi thừa dịp bổn quân không có phòng bị, chiếm một chút tiện nghi mà thôi, từ đó kiêu ngạo với bổn quân. Hắc khí ma quân bỗng nhiên hít một hơi, cơ thể tàn phá một lần nữa ngưng thực, ma khí của bổn quân liên tục không ngừng, giả dích không dứt. Cho dù ngươi có sức mạnh pháp tắc, ngươi cũng không thể chảm trừ ta sạch sẽ. Ngươi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hắc khí ma quân dưới thân, lười biếng nói, ngươi vốn chỉ có cơ thể tàn phế.
huống chi ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chuột thân bất do kỷ mà thôi. Đánh giám, hắc khí ma quân lập tức phá vỡ phòng ngự, chỉ vào Hạ Thiên mà quát, bổn quân là đại ma quân chiếu ảnh giới. Nếu không phải ta bị tiện nhân kia đánh lén, làm sao ta có thể luân lạc đến cái nơi chim không thèm ỉa như thế này. Bây giờ ta đã thoát khỏi trói buộc, ta nhất định phải trấn hưng ma môn, trở lại chiếu ảnh giới, khôi phục lại vinh quang ngày xưa của ma môn. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên ngáp một cái, nếu ngươi không biết bé ngoan ở đâu, vậy thì ngươi đi chết đi. Ta lười lãng phí thời gian với ngươi. Dõng dạc, hắc khí ma quân hoàn toàn bị chọc giận, vượt qua sự sợ hãi vừa nãy, ngươi ăn của ta một chưởng đi. Bổn quân sẽ dùng tuyệt học cả đời của mình tiễn ngươi lên đường. Áp thiên trưởng cửu thức, ma toái càn khôn. Tiếng quát còn chưa dứt, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn che khuất bầu trời giống như mây đen áp thành, thế không thể đỡ. Chẳng có gì thay đổi cả. Hạ Thiên lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thất vọng, chẳng thú vị gì hết. Khí tức màu đen đánh tới, chôn vùi Hạ Thiên bên trong. Hừ, ta đã nói từ trước, bổn quân chỉ cần tập trung, ngươi cũng chỉ có con đường chết. À, mau dừng tay. Hắc khí ma quân còn đang đắc ý, bỗng sắc mặt thay đổi, tiếp theo nó nhìn thấy hắc khí cuồn cuộn đang nhanh chóng biến mất. Giống như ngón tay bốc cát, cát chảy qua giữa những ngón tay. Không, ta ngủ mê vô số năm mới có được thời cơ thức tỉnh, lại nuốt không biết bao nhiêu người mới có được trình độ như bây giờ, ta tuyệt không thể thất bại trong gang tấc như thế. Sắc mặt hắc khí ma quân thay đổi, rất nhanh cầu xin Hạ Thiên tha thứ, ta sai rồi, ngươi thả ta đi. Ta cố gắng nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, bây giờ ta sẽ tị thế ẩn cư, cam đoan sẽ không còn gây tai họa cho bất cứ nhân loại nào. Hạ Thiên lười nghe nó nói nhảm. Ngân châm trong tay mang theo khí thế không thể ngăn cản, chậm rãi đâm về phía hắc khí cuồn cuộn. Vậy thì ta liều cá chết lưới rách thôi. Hắc khí ma quân há miệng phun ra một luồng ánh sáng màu đen. Mắt Hạ Thiên sáng lên, mỉm cười nói, lúc này mới thú vị nè, nhưng lại muộn rồi. Ánh sáng màu đen giống như đạn pháo đánh vào cơ thể Hạ Thiên. Đáng tiếc không trúng. Ngân châm điểm vào hư không, đâm rách luồng ánh sáng màu đen kia. Hắc khí ma quân không có ý định buông tha, các vị trí trên cơ thể đều bắn ra vô số ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen nổ tung bốn phía, nổ tung phạm vi 10 dặm gần đó, biến chúng thành một mảnh phế địa. Dị động bên phố người Hoa tất nhiên dẫn đến sự chú ý của thế lực khắp nơi. Không ít tổ chức gia tộc đều phái người đến tìm hiểu tình huống. Nhưng người được phái đến nhìn thấy hắc khí ma quân xong, không một ai dám đến gần. Chỉ dám đứng từ xa quan sát tình huống. Đương nhiên, tất cả chẳng liên quan gì đến Hạ Thiên. Hắn cũng chẳng quan tâm. Hắc khí ma quân thấy ánh sáng màu đen của mình không có hiệu quả, lập tức hét to một tiếng tự bạo. Chỉ thấy một luồng khí kình màu đen tràn ngập xung quanh, xung kích những người âm thầm đến thăm dò, khiến bọn họ không thể không tạm thời tránh phong mang. Đúng lúc, một tia hắc khí rót vào lòng đất, rất nhanh đến trước một cánh cửa. Trong lúc nó đang tính trườn qua cánh cửa, một ngân châm vững vàng định trụ nó lại. Cửa quả nhiên ở đây. Hạ Thiên đến trước cánh cửa, đúng là một kết giới phong ấn. Hắc khí vùng vẫy dành sự sống, đáng tiếc lại không có tác dụng, đành phải một lần nữa cầu xin Hạ Thiên tha thứ. Bổn quân đã mất đi 9/9 công lực, chỉ còn lại cơ thể tàn phế này. Chúng ta xưa nay không có thù, ngươi cần chi phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Sợi hắc khí ngưng tụ thành một người tí hon bằng ngón tay cái, nói với Hạ Thiên, chỉ cần ngươi thả bổn quân sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, liên quan đến bảo tàng đằng sau cánh cửa. Miễn đi, ta chẳng có hứng thú với bảo tàng gì cả. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi mau phun người mà ngươi nuốt ra, ta còn có chuyện cần hỏi Tào tiểu cô nương. Chuyện nhỏ thôi mà, ngươi không nói sớm, bây giờ bổn quân thả nàng ta ra ngay. Hắc khí ma quân mỉm cười nịnh nọt, sau đó há miệng phun ra một luồng hắc khí nhỏ như quả trứng gà. Luồng hắc khí kia gặp gió liền to lên, rất nhanh to bằng một người, tiếp theo vỡ vụn. Người ở bên trong chính là Tào Thiển Thiển. Người còn sống, hơn nữa lông tóc không thương, người có thể thả bổn quân đi được chưa? Hạ Thiên lại hỏi, 3 ngày trước, bé ngoan cũng là do ngươi nuốt. Không phải, tuyệt đối không phải. Hắc khí ma quân lắc đầu. Dưới điểm này đã xuất hiện lỗ thủng cách đây 200 năm, nhưng có trấn thủ đè xuống.
cho nên sinh linh đằng sau cánh cửa không thể tùy tiện ra ngoài. Chỉ có người như bổn quân, khôi phục ít nhất 3 thành thực lực mới có thể miễn cưỡng ra ngoài cánh cửa, kiếm ăn trong thế giới nhân loại. Hạ Thiên hỏi tiếp, ngoại trừ ngươi thì còn có ai nữa không? Còn 2 người nữa, một là huyết ảnh yêu quân, người còn lại là mị hậu. Hắc khí ma quân không dám có chút giấu giếm, thành thật trả lời, bọn họ mới là kẻ cầm đầu gây ra vô số tai họa cho thế giới này. Nhưng gần đây, có 2 người đang chỉnh đốn nội vụ trong môn. Bọn họ đều ẩn núp, hôm qua bổn quân mới thừa cơ ra ngoài kiếm ăn. 2 thằng ngu kia đều ở trong môn đúng không? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Vâng, vâng, vâng. Hắc khí ma quân trở nên hèn mọn cực kỳ, gần như nằm sấp trên mặt đất, thượng tiên, bổn quân, không, tiểu nhân chỉ là sinh linh hạ đẳng của một tiểu thế giới, thật sự vô ý mạo phạm, xin tha cho ta một mạng. Ngày sau ta nhất định sẽ hồi báo đại ân đại đức của ngươi. Ngươi hồi báo đối với ta mà nói không đáng một đồng. Hạ Thiên khoát tay, thu hồi ngân châm lại. Hắc khí ma quân chỉ cảm thấy cơ thể thả lỏng được một chút. Nó âm thầm thề trong lòng, ngày sau khôi phục lại tu vi, nó nhất định sẽ thiên đao vạn quả tên tiểu tử trước mắt mới có thể tiêu được mối hận và nỗi nhục ngày hôm nay. Nhưng tình thế trước mắt, nó vẫn phải tiếp tục giả vờ, ra vẻ nịnh hót nói lời cảm ơn, đa tạ ân không giết của thượng thiên, tiểu nhân nhất định cảm ơn trong lòng, tuyệt đối không dám có nửa điểm bất kính. Về sau ta sẽ hối cải làm người, sẽ không tổn thương nhân loại. Nếu ta làm trái lời thề này, trời đánh ngũ lôi. Ngươi cảm ơn quá sớm rồi. Hạ Thiên cười nói. Sao? Hắc khí ma quân giật mình, hỏi ngược lại, thượng tiên nói như vậy là có ý gì? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút khinh bỉ, ta đâu có nói sẽ bỏ qua cho ngươi, mà ta vẫn luôn nói ngươi nhất định phải chết. Ngươi, hắc khí ma quân giống như bị sét đánh, bỗng dưng cảm thấy không thích hợp, ngươi đáng thiên đao vạn quả, không được tốt chết. Lời còn chưa dứt, cơ thể của nó đã hoàn toàn tiêu tán, không hề còn chút vết tích nào. Cửa thanh đồng, vừa dày vừa nặng, bên trên quấn vô số xích sắt. Giống như đằng sau cánh cửa đang giam giữ một con quái vật cực kỳ đáng sợ, chỉ cần lơ là một chút nó sẽ phá cửa mà ra. Bất luận trên cửa hay là trên xích sắt đều có hoa văn quỷ dị cổ xưa, trông không giống với bất kỳ nền văn minh nhân loại nào đã biết. Trên mỗi sợi xây xích đều dán lá bùa màu tím, phù văn bên trên ngược lại có chút quen mắt, hẳn là thủ bút của đạo môn trên trái đất. Tuy nhiên, điều làm cho người ta chú ý nhất chính là chỗ giao nhau của tất cả dây xích cắm một thanh trường kiếm. Thanh kiếm không có gì nổi bật, cũng không có gì lạ. Nhưng lưỡi kiếm lại xuyên qua khe hở dây xích, vững vàng đâm vào trong cánh cửa. Hạ Thiên liếc nhìn thanh kiếm, phát hiện trên thanh kiếm có một hàng chữ nhỏ. Mặc dù đã bị vết gì ăn mòn nhưng lờ mờ vẫn có thể phân biệt được. Tứ giới trấn thủ sứ, Thanh Công, Tào. Không biết. Hạ Thiên nhếch miệng, đưa tay định rút lấy thanh kiếm. Dừng tay. Lúc này, một tiếng quát to vang lên sau lưng Hạ Thiên, ngươi dám động đến thanh kiếm này, ngươi đừng trách ta một kiếm chém ngươi. Ngươi là ai? Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện người đến là một nam nhân tóc trắng vác trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, khá anh tuấn. Lúc này, hắn ta đang khó chịu hỏi Hạ Thiên. Thanh niên tóc trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ta là trấn thủ sứ chi nhất tàn cảnh U Minh, hậu nhân Tào gia, Tào Tùy Tâm. Cái gì trấn thủ sứ? Không phải lão Tào béo kia sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái hỏi. Sắc mặt thanh niên tóc trắng không thay đổi, biểu hiện lạnh nhạt giải thích, tất cả gia tộc có truyền thừa đều có Minh Ẩn hai tông. Tào Lục Thúc là truyền nhân Hiền Tông, biết chuyện truyền thừa nhưng lại không có bản lãnh truyền thừa Tào gia. Còn ta là truyền nhân Ẩn Tông, thân phụ Thanh Công kiếm, phụ trách trấn thủ cửa này, không cho bất cứ kẻ nào mở ra. Nếu ta nhất định mở ra thì sao? Hạ Thiên lười biếng hỏi một câu. Hai mắt gã thanh niên tóc trắng sáng lên như điện, mặt trầm như nước, trịnh trọng cảnh cáo Hạ Thiên, vị bằng hữu này, trong môn kết nối chính là U Minh, không phải địa phương bình thường, người giống như ngươi hoàn toàn không thể nắm chắc. Ngươi đừng tưởng rằng mình có chút vũ lực thì có thể muốn làm gì thì làm. Khi đối mặt với khiêu chiến chân chính, ngươi hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hạ Thiên nghe xong, lập tức cảm thấy không có ý nghĩa. Đám ngu ngốc, cho dù uy hiếp người khác, khi nói cũng đều nói những câu giống nhau, hoàn toàn không có ý gì mới.
Gã thanh niên tóc trắng nhìn biểu hiện của Hạ Thiên, biết đối phương không để hắn ta vào mắt, không khỏi tức giận, ta chỉ vì tốt cho ngươi. Ngươi rút thanh kiếm này ra, nhân gian sẽ có một trận hạo kiếp, hậu quả ngươi sẽ không chịu nổi, ngàn vạn lần đừng phạm sai lầm. Thanh kiếm rách này ta muốn rút thì sẽ rút. Hạ Thiên khinh thường trả lời, ngươi nói giống như ngươi vĩ đại lắm. Chính bản thân ngươi cũng muốn rút nó ra, chỉ là ngươi không có thực lực mà thôi. Mặt gã thanh niên tóc trắng đỏ lên, quát lớn, ngươi nói hưu nói vượn gì đấy. Ta là trấn thủ xứ giới điểm, cả đời đều lấy việc trấn thủ nơi này làm vinh, tại sao ngươi lại có suy nghĩ đó chứ? Có chính là có, ngay cả việc này cũng không dám thừa nhận, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Hạ Thiên nhếch miệng, đưa tay cầm lấy thanh kiếm trên cửa. Gã thanh niên tóc trắng giận dữ, bỗng rút kiếm ra khỏi vỏ, nắm chặt trong tay trực chỉ cổ họng Hạ Thiên, ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Ta ghét nhất người khác cầm vũ khí chỉ vào người của ta. Hạ Thiên khó chịu nhìn gã thanh niên tóc trắng, thằng ngu ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Ta biết bản lãnh của ngươi không nhỏ. Gã thanh niên tóc trắng lạnh giọng nói, ngay cả ma ảnh ngoài cửa cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng kiếm của ta là thần kiếm trời ban, thế gian không có ai có thể chống đỡ được. Nói như vậy, ngươi rất dũng cảm. Hạ Thiên cười hỏi lại. Gã thanh niên tóc trắng lắc mũi kiếm, vạch ra mấy luồng kiếm hoa phủ kín Hạ Thiên bên trong. Đây không phải sát chiêu, mà là muốn thị uy với Hạ Thiên, khiến cho Hạ Thiên biết được sự lợi hại của hắn ta, đồng thời sinh ra chấn nhiếp cực lớn, thuận tiện cho việc khuyên nhủ tiếp theo của hắn ta. Đáng tiếc, mấy loại kiếm chiêu lè lợi này trong mắt Hạ Thiên chẳng những không đáng một đồng, hơn nữa còn làm cho người ta chán ghét. Đang! Hạ Thiên tùy ý khoát tay. Bóp lấy mũi kiếm đang run run trong kiếm hoa, mấy mánh khóe này chẳng có tác dụng gì đâu, ngươi nên về nhà luyện thêm nhiều một chút. Đây chỉ là cảnh cáo, ngươi đừng nên ép ta ra tay. Giọng điệu gã thanh niên tóc trắng càng thêm lãnh khốc, kiếm của ta chưa từng giết người không cừu không oán, ngươi đừng ép ta phá lệ. Cút sang một bên, Hạ Thiên lười lãng phí thời gian với người này, đá thẳng cho hắn ta một cước. Gã thanh niên tóc trắng thấy Hạ Thiên dùng chiêu thức như vậy đáp lễ mình, tức đến mức mặt mũi đều muốn sai lệch. Loại thối pháp không có mỹ cảm này quả thật là một sự sỉ nhục lớn lao đối với hắn ta. Loại thối pháp này thô tục không chịu nổi, chẳng khác nào mãng phu lang thang đường phố. Gã thanh niên tóc trắng mỉa mai, hoàn toàn không thèm né tránh, xem ra ngươi không phải xuất thân từ môn phái tông tộc, cũng không tập trung học võ, chỉ thuần túy dựa vào sức mạnh bản thân. Ngươi đừng tưởng loại thối pháp này có thể chạm được nửa sợi lông của ta a. Lời còn chưa dứt, gã thanh niên tóc trắng giật mình. Hắn ta còn chưa kịp ngăn cản, chân của Hạ Thiên đã đạp đến trước mặt hắn ta. Bành! Cả người gã thanh niên tóc trắng bay rớt ra ngoài giống như đạn pháo, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hạ Thiên nắm chặt trường kiếm, hơi dùng sức, chỉ thấy trường kiếm nổi lên một vòng ánh sáng đỏ tím. Hiển nhiên lá bùa bên trên sợi xích đã phát huy tác dụng, ngăn cản Hạ Thiên rút trường kiếm ra. Keng! Hạ Thiên nhếch miệng, không thèm nhìn lá bùa, dứt khoát rút trường kiếm ra. Lá bùa trong nháy mắt không lửa tự đốt, biến thành tro tàn. Từng tầng xiềng xích trở nên mục nát, biến thành một đống sắt vụn. Két két! Cánh cửa thanh đồng nặng nề dịch chuyển. Làm gì mà ngẩn ra vậy? Hạ Thiên quay lại nhìn Tào Thiển Thiển đã khôi phục ý thức. Kêu lên một tiếng. Tào Thiển Thiển mờ mịt chỉ vào bản thân, người đang nói chuyện với ta. Không phải ngươi thì ai? Nơi này còn người khác sao? Hạ Thiên hờ hững trả lời. Nhưng ta không có ý định vào đó. Tinh Túc Tiên Tôn mở to mắt, biểu hiện khốn hoặc, các ngươi đều là kỳ nhân dị sĩ, bản lãnh thông thiên. Ta chỉ là một người bình thường, ta đi vào làm gì? Hạ Thiên tùy ý nói, ngươi không vào. Lão Tào mập nhất định sẽ phải chết. À, đúng rồi, ta còn chưa cứu được Lục Thúc ra. Tào Thiển Thiển bừng tỉnh, nhưng rồi lại lộ ra vẻ khó xử, nhưng ta cũng không giúp được, gấp cái gì chứ? Ngươi đương nhiên không giúp được gì rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, tuyệt không khách sáo mà giễu cợt, cũng chẳng trông cậy ngươi có thể hỗ trợ được gì. Tào Thiển Thiển không hiểu hỏi, vậy ngươi cần ta đi theo ngươi vào trong làm gì? Hạ Thiên đương nhiên nói, bởi vì ta cảm thấy nhàm chán. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi xem ta như người bồi chuyện cho ngươi. Tào Thiển Thiển cũng biết năng lực của mình,
nhưng bị người ta không thèm để ý đến như thế, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Có đi hay không thì tùy ngươi, nhưng ngươi đi theo, ngươi còn có thể an toàn được một chút. Hạ Thiên nói, ở lại bên ngoài, nói không chừng ngươi sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào. Tào Thiển Thiển hoàn toàn không tin lời nói của Hạ Thiên, đi theo ngươi mới nguy hiểm đấy. Mấy năm nay ta làm công ở quán cơm, một chút việc cũng không có. Ngươi mới đến có một lần, quán cơm liền bị phá hủy. Lục Thúc không thấy đâu, còn gặp thêm mấy người khó hiểu cộng một đám yêu ma quỷ quái chưa từng nhìn thấy. Nếu người ta đã không muốn đi, Hạ Thiên cũng không miễn cưỡng. Dù sao đối phương cũng chẳng phải nữ nhân của mình, cũng chẳng xinh đẹp đến mức khiến hắn động tâm, chỉ là hắn cảm thấy nhàm chán, muốn tìm người tâm sự giết thời gian mà thôi. Hạ Thiên tiện tay ném thanh trường kiếm xuống đất, chậm rãi bước đến cánh cửa thanh đồng. Không phải chứ, đây chính là thần kiếm, ngươi cứ như vậy mà tùy tiện ném đi. Tào Thiển Thiển tiến lên, muốn nhặt lấy thanh trường kiếm, kết quả nàng phát hiện thanh kiếm quá nặng, nàng hoàn toàn không nhấc lên được, đành phải nói với Hạ Thiên, kiếm này là của Tào gia chúng ta, ngươi có thể giúp ta nhặt lên hay không? Có liên quan gì đến ta sao? Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ngươi muốn nhặt thì tự mình nhặt đi. Hắn đang định bước vào bên trong cánh cửa, bỗng nhiên một luồng kiếm khí mênh mông nhanh chóng chém đến mặt của hắn. Hạ Thiên ung dung xoay người, chậm rãi đưa tay đè xuống luồng kiếm khí này. Keng! Luồng kiếm khí này hơi hung ngoan, cho dù bị Hạ Thiên nắm trong lòng bàn tay vẫn không ngừng lắc lư, giống như một con dao long không cam lòng bị người ta khống chế. Hạ Thiên không kiên nhẫn, tiện tay bóp nát kiếm khí. Đứng lại cho ta! Ta tuyệt không cho ngươi bước vào cánh cửa đó. Gã thanh niên tóc trắng quay trở về, nhưng bộ dạng khá chật vật, quần áo trên người rách nát, cái gọi là thanh công kiếm cũng bị nứt, chắc chắn đây chính là một thanh thần kiếm giả. Sau khi quay về, gã thanh niên tóc trắng nhìn thanh trường kiếm trên mặt đất, gương mặt hiện lên sự vui mừng, tiến lên nhặt lấy, đây mới chính là thanh thần kiếm thanh công mà tổ tiên Tào gia chúng ta đã dùng. Quả nhiên không phải phàm phẩm. Tào Thiển Thiển thấy đối phương không tốn chút sức lực nào nhặt thanh trường kiếm lên, không khỏi cảm thán lần nữa. Người này thật sự quá biến thái. Người cũng là người hiển tông Tào gia. Gã thanh niên tóc trắng cầm lấy thần kiếm chân chính, gương mặt khôi phục lại sự ngạo nghễ trước đó, nói với Tào Thiển Thiển, người chẳng qua chỉ là một phàm nhân, người mau rời khỏi chỗ này đi, tránh tự dưng gặp phải tai họa. Tào Thiển Thiển có chút do dự, nhưng Lục Thúc ta đã bị bắt ra đằng sau cánh cửa rồi. Mạng là của ông ta, chỉ tổ làm mất mặt Tào gia mà thôi. Người tốt nhất nên thức thời một chút, đừng tự tìm phiền toái. Gã thanh niên tóc trắng lạnh lùng chế giễu Tào Thiển Thiển một câu, sau đó nhìn Hạ Thiên, ta không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào. Nếu không, mặt mũi ẩn tông Tào gia chúng ta biết để đâu. Nói xong, có vẻ cảm thấy mình nói chưa đủ nặng, hắn ta lại nghiến răng bổ sung, có thanh thanh công kiếm chân chính này rồi, nếu ngươi dám bước vào phía sau cửa. Ta sẽ dùng kiếm khí phụ thiên Tào gia chém ngươi thành mảnh vỡ. Hạ Thiên không thèm quan tâm đến tên ngu ngốc đang ba hoa trước mặt mình, không chút do dự cất bước vào phía sau cánh cửa, còn thuận tay đóng cửa lại. Một giây sau, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện cơ thể của mình bị vỡ thành vô số mảnh, nhưng hắn không thể tránh né. Vỡ vụn không thể phản hồi như vậy, ngay cả hắn cũng không có cách. Phốc! Kiếm khí gã thanh niên tóc trắng vừa mới chém vào cánh cửa thanh đồng. Kết quả bị phản chấn trở về, bản thân ngăn không được, ngã ầm xuống đất. Cánh cửa thanh đồng cũng rung lên kịch liệt, lập tức phát ra từng luồng kim quang trực chỉ Vân Tiêu. Rất nhanh, kim quang tiêu tán, cánh cửa thanh đồng cũng biến mất không thấy, giống như nó chưa hề tồn tại qua. Tuy nhiên, kim quang vẫn dẫn đến sự chú ý của không ít thế lực. Mặc kệ người biết chuyện hay là không biết đều ý thức được chuyện lớn đã xảy ra. Tiêu gia. Ánh sáng vừa rồi là gì vậy? Gia chủ Tiêu gia cảm nhận được mấy luồng kim quang, lập tức dặn dò quản gia bên cạnh, người hãy đi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Không bao lâu sau, Tiêu Quân Tiện vội vàng chạy đến báo cáo với cha của mình, thưa cha, con đã điều tra rõ ràng, là điểm trấn thủ Pô đã bị lộ, phòng ấn đã bị người ta phá. Pô, là địa bàn của Tào gia mà. Tiêu gia chủ trầm ngâm một lát, sau đó nói, tàn cảnh U Minh đã bị người ta phát hiện. Sẽ là ai chứ? Tiêu Quân Tiện đề nghị, phụ thân, mặc dù tàn cảnh U Minh đã sớm bị rách nát, nhưng vẫn còn không ít đồ tốt.
Nếu phong ấn điểm trấn thủ đã bị giải trừ, chỉ bằng chúng ta phái người đến đó đục nước béo cò, nói không chừng còn có chút thu hoạch. Đánh giám, Tiêu gia chủ tiện tay quơ lấy một cái gạt tàn thuốc đập tới, miệng mắng to, cách cục của ngươi chỉ bấy nhiêu thôi sao? Tiêu gia chúng ta có được bí cảnh thiên cung, tài nguyên còn gấp trăm lần tàn cảnh U Minh, đã sớm đứng ở thế bất bại, còn cần mấy thứ đổ nát đó sao? Tương lai ngươi là người kế thừa Tiêu gia, sao ngươi chỉ có được chút cách cục như thế? Làm sao ta có thể yên tâm giao Tiêu gia cho ngươi? Ngươi thật sự tức chết ta rồi. Vậy ý của cha là, Tiêu Quân Tiện không dám né tránh, chỉ rụt cổ một cái, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo, để con đi hỏi thăm Tào gia, thuận tiện hỗ trợ bọn họ vượt qua khó khăn này. Tiêu gia chủ thở hổn hển, bình ổn nộ khí, nhưng thiếu chút nữa lại tức chết lên, người đúng là ngu ngốc. Bây giờ đang là lúc quan trọng, người đến Tào gia, mặc kệ làm gì cũng sẽ bị cho rằng bỏ đá xuống giếng. Nhớ kỹ, cái gì cũng đừng quản, cái gì cũng đừng làm, cứ chuyên tâm sắp xếp công tác thí luyện bí cảnh thiên cung 3 tháng sau đi. Tiêu Quân Tiện không cam lòng nhưng vẫn gật đầu. Hai, người cút đi, xuống dưới mà bình tĩnh suy nghĩ lại. Tiêu gia chủ nhìn đứa con trai của mình, có chút chán ghét. Tiêu Quân Tiện cúi đầu lui ra ngoài, đi xa rồi, ông ta cảm thấy vẫn nên tận dụng thời cơ, liền lén lút gọi đến một tâm phúc, nhỏ giọng dặn dò, người gọi 10 cao thủ trong tổ, từ ám môn bị vứt bỏ chui vào tàn cảnh U Minh, trộm hết đồ tốt ra ngoài cho ta, đừng để cho bất cứ kẻ nào lấy được, cũng đừng để lão gia tử biết. Tuân mệnh, tâm phúc lĩnh mệnh cáo lui. Tiêu Quân Tiện đứng im tại chỗ. Lẩm bẩm, nếu ta không có chuẩn bị, chẳng phải sẽ bị ngươi ăn đến gắt gao sao? Ngươi lén uống trường mệnh đan, ít nhất có thể sống thêm 100 năm nữa. Mẹ nó, thế gian làm sao có một thái tử hơn 100 năm chứ? Vân Đỉnh Thành, Tổ Đình Thiên Cung. Thiên Cung cung chủ cũng đang quan sát kim quang, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, lẩm bẩm tiểu gia hỏa kia lại gây phiền phức cho ta rồi. Sau đó, nàng thở dài. Nhẹ giọng nói, hộ pháp đang trực đâu rồi? Thuộc hạ ứng Sơn Hồng nghe lệnh, lúc này, một bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện, quỳ một chân trên mặt đất. Thiên Cung cung chủ liếc mắt nhìn hắn ta, đây chính là người cầm lái tân nhiệm Nam Thiên Môn mới tuyển ra tháng trước. Hắn ta là người ẩn tông ứng gia, tiếp nhận danh hiệu ứng Thiên Vương. Ứng Thiên Vương trước đó chiến một trận với Hạ Thiên, đoạn mất mệnh mạch, sau khi trở về không bao lâu thì chết. Luồng kim quang kia nhất định là do điểm trấn thủ tàn cảnh U Minh ở Po phát ra. Thiên Cung cung chủ nói, người đến đó điều tra thử xem. Nếu phong ấn bị lỏng, người giúp bọn họ tu bổ. Nếu phong ấn bị phá, người hãy tìm người đã phá phong ấn. Rõ, ứng Sơn Hồng gật đầu lĩnh mệnh. Thiên Cung cung chủ lại trịnh trọng giao phó một câu, nhớ kỹ, đừng nên xung đột với người đó. Người không phải đối thủ của hắn đâu. Ứng Sơn Hồng nghe xong, lập tức nghĩ đến điều gì, liền hỏi, hẳn cung chủ đã biết người phá giải phong ấn là ai? Là Hạ Thiên, Thiên Cung cung chủ cũng không chơi trò bí hiểm, trực tiếp nói thẳng, bá phụ ngươi chết trong tay hắn, còn có đường đệ, thậm chí Nam Thiên Môn cũng chỉ vì hắn mới trở nên tàn lụi. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi đừng có suy nghĩ báo thù, cũng đừng nghĩ đến chuyện ganh đua cao thấp với hắn, bởi vì ngươi không xứng. Sắc mặt Ứng Sơn Hồng tái nhợt. Nhưng ánh mắt lại hiện lên hỏa khí. Tuy nhiên, ngoài miệng hắn ta vẫn thuận theo, thuộc hạ xin nghe theo cung chủ dạy bảo. Rất nhanh, hắn ta lui ra. Về phần có để lời khuyến cáo của Thiên Cung cung chủ trong lòng hay không, cũng chỉ có một mình hắn ta biết. Nam Hải, Nhạc Gia. Một lão giả mặc đồ nông dân trên trán đeo một cái đèn pin, lưng hơi gù cầm theo một cái giỏ trúc, dường như muốn ra ngoài. Cha! Đã muộn như vậy rồi, cha còn định đi đâu nữa? Một nữ nhân hơn 30 tuổi xinh đẹp từ trong phòng bước ra, lên tiếng gọi lão giả. Lão giả lưng còng cười khẽ, ta có hẹn với mấy ông bạn đi câu cá đêm. Nguy hiểm lắm, nữ nhân xinh đẹp hơi giận, cha muốn ra ngoài câu cá thì câu vào ban ngày, bây giờ trời đang rất tối. Nhà lão Tào vừa mới mở hố, bây giờ không đi, chờ đến hừng đông ngay cả sợi lông cũng câu không được. Lão giả lưng còng cười ha hả. Nữ nhân xinh đẹp cảm nhận trong lời nói có chuyện, lập tức hỏi, bên phía Tào gia xảy ra chuyện gì sao? Không biết, lão giả lưng còng cười nói, không phải vừa rồi ngươi còn nói chuyện điện thoại với tiểu bàn tử Tào gia kia sao?
đúng là có gọi, con còn tưởng rằng lão mập chết bầm kia cố ý trêu chọc con. Nữ nhân xinh đẹp giật mình, chẳng lẽ Tào Bàn Tử đã gặp nguy hiểm rồi chứ? Ngươi muốn đi giúp hắn ta? Lão giả lưng còng hỏi. Nữ nhân xinh đẹp lắc đầu, gượng cười, chuyện của Tào gia, con giúp cái gì chứ? Tên mập chết bầm kia còn muốn dội nước bẩn lên chúng ta nữa mà. Ta cảm thấy Tào Bàn Tử làm người cũng không tệ lắm. Lão giả lưng còng khẽ gật đầu, ngươi ly hôn cũng đã mấy năm rồi, nếu ngươi thích tên mập đó, ngươi cứ theo đuổi, có gì phải sợ. Cha, cha nói cái gì vậy? Nữ nhân xinh đẹp tức giận nói, con từ lúc nào nói thích tên mập kia chứ? Con chán ghét hắn ta còn không kịp nữa mà. Tóm lại, nếu con muốn, con lập tức đi ngay. Gương mặt đầy nếp nhăn của lão giả lưng còng hiện lên sự ngưng trọng, nếu còn chậm trễ, đoán chừng người cũng không còn. Được, bây giờ con đi mua vé máy bay ngay. Nữ nhân xinh đẹp ngược lại gấp thật, quay người muốn quay về phòng. Lão giả lưng còng lắc đầu, mua vé máy bay gì chứ? Bây giờ đoán chừng Tào Bàn Tử đã bị người ta kéo vào trong bí cảnh rồi. Ngươi cứ trực tiếp mở cửa, tiến vào bên trong bí cảnh mà tìm. Cha, tổ huấn nhạc gia đã ra lệnh bất cứ người nào cũng không được mở phòng ấn cánh cửa. Phụ nhân xinh đẹp mở to mắt, nghi ngờ hỏi. Lão giả lưng còng lạnh lùng nói, đó là lừa người thôi. Bây giờ phòng ấn bên phía Tào gia đã bị phá, chúng ta bên này có canh giữ cũng vô dụng. Chỉ bằng tiến thẳng vào, vớt được chút chỗ tốt còn hay hơn. Cứ ở đây canh chừng, cá nào cũng không câu được, sẽ còn bị dội nước tanh, đó mới là thua thiệt lớn. Vậy con đi chuẩn bị một chút, phụ nhân xinh đẹp lập tức đưa ra quyết đoán. Tiểu tiên giới, thiên ngoại thiên. Tiểu phu quân của chúng ta lại mang về cho chúng ta một nan đề. Gương mặt Dạ Ngọc Mị hiện lên sự mỉa mai, cười như không cười nói với Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ nhìn trận pháp vừa mới sửa xong, không thể nhịn được cười, cũng không tính là nan đề gì. Chỉ có chút ngoài ý muốn làm rối loạn kế hoạch lúc trước mà thôi. Hắn là người chuyên gây chuyện, người còn bảo vệ cho hắn. Dạ Ngọc Mị lắc đầu, cảm khái nói, hắn vốn là một người đàn ông còn chưa trưởng thành. Các ngươi còn cứ nuông chiều hắn, sớm muộn gì sẽ có một ngày hỏng việc. Có xấu cũng không xấu đến mức đó đâu. Triệu Vũ Cơ ngược lại vô cùng bình tĩnh, hơn nữa, hắn luôn nắm chắc tâm lý. Khi đứng trước đại sự, hắn còn đáng tin hơn so với đa số người chúng ta. Đây cũng được xem là ưu điểm. Dạ Ngọc Mị lạnh nhạt nói, chúng ta có cần ra tay giúp hắn lau mông hay không? Bây giờ chỉ mới bắt đầu, có cái gì cần phải lau mông chứ? Triệu Vũ Cơ nhìn Dạ Ngọc Mị, hơn nữa, Ninh Nhụy Nhụy, còn có bé ngoan dường như đang ở bên trong tàn cảnh u minh. Có bọn họ ở đó, hắn cũng sẽ không bị mất khống chế, tất cả còn nằm trong lòng bàn tay. Hôm qua, nhóm người Tiểu Nhã truyền tin đến, có nói gì không? Dạ Ngọc Mị đưa mắt nhìn Triệu Vũ Cơ, trịnh trọng hỏi, với thực lực trước mắt của phu quân, nhất định sẽ không có cách nào, nhưng lại không thể không làm. Nếu không, chúng ta cũng sẽ gặp tai họa. Triệu Vũ Cơ im lặng một lát, sau đó nói, sự kiện kia còn chưa gấp lắm, ít nhất cũng còn nửa năm đến một năm. Chúng ta cứ thăm dò tình huống cho rõ ràng, đến lúc đó gặp Hạ Thiên rồi nói. Bách Thiên Lang đúng là biết chọn thời cơ, lúc này lại gia tăng công việc cho chúng ta. Dạ Ngọc Mị bất mãn nói. Hôm qua, đảo thần Thiên Tiên Vân Đại Lục bị cao thủ xâm lấn, kết quả phát hiện người đến chính là Bách Thiên Lang. Mặc dù Bách Thiên Lang cũng có quen biết với chúng nữ, nhưng giữa bọn họ không hề có sự tin tưởng lẫn nhau. Lần này, Bách Thiên Lang đích thân đến đảo thần Tiên, chính là để cầu cứu. Hơn nữa còn không phải cầu cứu chúng nữ đảo thần Tiên mà là hy vọng các nàng thay hắn ta cầu cứu Hạ Thiên. Tiếp theo, chuyện Bách Thiên Lang nói ngược lại khiến chúng nữ đảo thần Tiên có chút ngoài ý muốn, thậm chí còn muốn trực tiếp từ chối. Nhưng rốt cuộc, Nguyệt Thanh Nhã cảm thấy có một số việc căn bản không thể nào trốn tránh, vì thế đã thay Hạ Thiên đồng ý. Tuy nhiên, chuyện này cũng không quá bức thiết, vẫn còn thời gian một năm để giảm sóc. Cho nên, Nguyệt Thanh Nhã đã truyền tin cho Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ ở trái đất, để bọn họ điều tra đầu đuôi ngọn ngành, sau đó mới nói với Hạ Thiên. Nhưng sự việc còn chưa tiến hành, Hạ Thiên đã gây ra chuyện. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, Hạ Thiên có chuyện để làm, tất nhiên sẽ không quấy rầy bọn họ có thể nhân cơ hội này đi điều tra chuyện mà Bách Thiên Lang đã nói.
Một bên khác, bên trong tàn cảnh u minh, cơ thể vỡ vụn của Hạ Thiên hoàn toàn không có dấu hiệu khôi phục nguyên dạng. Ngược lại có người bỗng nhiên xuất hiện, hài lòng nhìn bộ dạng này của Hạ Thiên, cảm giác giống như một kiệt tác không thể bắt bẻ. Đây là một thế giới vỡ vụn. Sau khi Hạ Thiên tiến vào nơi này, đập vào mắt đầu tiên chính là tàn phiến vô tận nổi lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm bản thân không gian đều nát, tán, không hoàn chỉnh. Đương nhiên, sau khi hắn bước vào nơi này, cơ thể cũng không tự chủ được chia thành vô số mảnh vỡ, nằm rải rác giữa các mảnh vỡ không gian khác nhau. Có chút thú vị, ánh mắt gần trong gang tấc của Hạ Thiên lộ ra ý cười nhàn nhạt, mấy mảnh vỡ của cái miệng phân tán bên trong không gian cùng nhau phát ra một câu cảm thán, có thể cắt không gian thành nhiều mảnh như vậy cũng là một tài năng, đáng tiếc ta không thích cảm giác đó. Nếu không thích thì sao? Người có cách giải quyết không? Giọng nói khàn khàn vang lên từ bốn phương tám hướng, rót vào hai lỗ tai đã vỡ thành năm sáu mảnh của Hạ Thiên. Với trình độ này, không có gì là không thể giải quyết. Hạ Thiên cười khẩy, ngón tay đang tản mát hơi ngoắc ngoắc, mấy trăm mảnh vỡ không gian dùng tốc độ cực nhanh bay đến trước đầu và con mắt. Những mảnh vỡ giống như ghép hình, dùng tốc độ cực nhanh hợp thành một không gian tương đối hoàn chỉnh, là một Hạ Thiên hoàn chỉnh. Đây là một căn phòng hẻo lánh, Hạ Thiên đang đứng bên trong căn phòng này. Sự giễu cợt vốn có trong mắt, bởi vì gương mặt đã hoàn chỉnh lại càng trở nên càng thêm khinh thường, không hề che giấu chút nào. Ánh mắt thật khiến người ta phải chán ghét, âm thanh khàn khàn không vui nói, ta không ngại nói cho người biết, trong khu vực này có 999 vạn mảnh vỡ không gian. Nếu người muốn rời khỏi nơi này, người nhất định phải ghép lại toàn bộ mảnh vỡ ở đây. Đương nhiên, người nhất định phải ghép cho đúng, chỉ cần có một lỗ hổng, người sẽ bị không gian phong bạo thổi vào thâm uyên vô cùng vô tận, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Nói chi cho lắm, đây không phải chỉ là một trò ghép hình đơn giản sao? Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự khinh thường, loại trò chơi này, trước đây vợ tiểu yêu tinh đặc biệt rất thích chơi, hơn nữa còn khó hơn của ngươi nhiều. Có phải lỗ tai của ngươi nghe không rõ hay không? Âm thanh khàn khàn kia nhấn mạnh. Nơi này có 999 vạn khối, đơn vị là vạn, hơn nữa còn là mảnh vỡ không gian, chứ không phải ghép hình gì đó. Nếu ghép sai, ngươi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Không chỉ ngươi chết, tất cả sinh mệnh trong không gian này cũng sẽ chôn cùng ngươi. Nổ lợi hại thật, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút khó chịu nói, vừa rồi ta còn cảm thấy thú vị, đáng tiếc kiểu nói này của ngươi khiến cho nó không còn vui nữa, cũng chẳng thú vị nữa. Âm thanh khàn khàn kia lạnh lùng nói, chờ ngươi bị không gian phong bạo thổi chết, hy vọng ngươi đừng có hối hận. Còn nữa, bổn quân lâu rồi không có tận hứng chơi cái gì, cho nên lần này ta nhất định phải chơi cho đã ghiền. Tiểu tử, ngươi đợi sống không bằng chết đi. Chơi đủ chưa? Hạ Thiên cười lạnh một tiếng, lấy ra định hải thần châm điểm một châm vào hư không. Bỗng nhiên, toàn bộ khu vực hiện lên một vòng xoáy. Vô số mảnh vỡ không gian giống như thủy triều nhanh chóng chuyển động bên trong vòng xoáy, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh ghép lại. Chưa đến 10 giây ngắn ngủi, vòng xoáy chậm rãi ngừng lại, Hạ Thiên cũng thu lại định hải thần châm. Khu vực này đã hợp thành một chỉnh thể, trong đình viện phương viên 10 dặm có một gian nhà gỗ khá đơn sơ. Hạ Thiên đang đứng bên trong gian nhà gỗ đó. Lúc này, trong phòng có thêm một nam nhân xa lạ. Vừa nãy ngươi mới nói ai chờ sống không bằng chết vậy? Hạ Thiên mỉm cười nhìn nam nhân xa lạ, giọng nói hài hước hỏi ngược lại. Nụ cười trào phúng trên gương mặt nam nhân xa lạ được thu liễm sạch sẽ, ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng và sợ hãi. Cái này, hắn ta hiển nhiên không nghĩ đến Hạ Thiên có thể ghép lại một cách hoàn chỉnh 999 vạn mảnh vỡ không gian trong 10 giây, điều này sao có thể? Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Ngươi cần chi quan tâm? Hạ Thiên nhếch miệng, một cước đạp bay người này, cút sang một bên. Nam nhân xa lạ kia bay rớt ra ngoài mấy trăm mét nhưng rất nhanh hắn ta đã ngưng lại thân hình, vô số ánh sáng tinh mịn màu đỏ nhạt từ trong lòng bàn tay hắn ta bay ra ngoài. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ghép lại được không gian thì ngươi thắng được bổn quân. Nét kinh sợ trên mặt nam nhân xa lạ đã thu lại, bắt đầu nhìn thẳng Hạ Thiên, đám người ngoại giới các ngươi đều coi người nội giới như cá đường. Mặc cho các ngươi đoạt lấy. Bổn quân đã muốn chỉnh chết các ngươi, để các ngươi biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên.
Nếu ngươi đã biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, ngươi sẽ không bị vây trong tàn cảnh này không ra được. Hạ Thiên nói. Lời nói tuyệt không nặng nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Tiểu tử, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Nam nhân xa lạ quả nhiên nổi bão, giận tím mặt, tia sáng màu đỏ trong tay mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt đã chém đình viện và gian nhà gỗ thành vô số mảnh vỡ. Hạ Thiên đứng im không nhúc nhích, mặc cho ánh sáng nhạt màu đỏ rơi đầy người của mình. Nát cho ta, nam nhân xa lạ nhe răng cười một tiếng, hai tay đột nhiên dùng sức xoắn một cái, gian phòng mà Hạ Thiên đang đứng lập tức bị xoắn thành mảnh vụn. Đáng tiếc, Hạ Thiên vẫn lông tóc không thương như cũ. Ta bảo ngươi nát, ngươi điếc sao? Nam nhân xa lạ giận vô cùng, giống lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên cảm thấy có chút nhàm chán, lại ngáp một cái, chậm rãi nói, ngươi thích nát, vậy tại sao chính ngươi lại không nát? Nát, nam nhân xa lạ rót vào huyết khí cuồn cuộn, ánh sáng nhạt màu đỏ trở nên sáng rực, nhanh chóng biến mất bên trong cơ thể Hạ Thiên. Nhưng vẫn không có tác dụng. Hạ Thiên vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Nam nhân xa lạ có chút hoài nghi nhân sinh của mình, chẳng lẽ huyết ảnh toái không thần công của bổn quân vô hiệu đối với hắn? Hắn chẳng qua chỉ có cơ thể phàm nhân, hoàn toàn không thể nói thông. Không có ý nghĩa gì cả. Thân hình Hạ Thiên khẽ động, một lần nữa chỉnh hợp mảnh vỡ không gian cùng một chỗ, sau đó nhấc chân muốn rời đi. Nam nhân xa lạ thấy Hạ Thiên muốn rời đi, lập tức quát lớn, dừng lại, bổn quân cho phép ngươi đi sao? Ta muốn đi thì đi, không cần bất cứ kẻ nào cho phép. Hạ Thiên ngạo nghễ nhìn nam nhân xa lạ, còn nữa, ngươi nên quan tâm bản thân nhiều hơn đi. Dù sao lát nữa ngươi cũng sẽ bị nát, không ai có thể thay ngươi thu thập đâu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nam nhân xa lạ đang định hỏi, kết quả lời còn chưa nói hết, hắn ta đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì những sợi ánh sáng nhạt màu đỏ đang quấn quanh người hắn ta, không, không thể nào. Tại sao bổn quân lại ở bên trong huyết ảnh toái không? Chẳng lẽ ngươi đã động tay, à? Nói còn chưa hết lời, nam nhân xa lạ đã bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Phân liệt và chém thành mảnh vỡ không giống nhau, bởi vì bản thân hắn ta vẫn còn sống, chỉ là hắn ta theo không gian chiếm đoạt cùng nhau biến thành mảnh vỡ mà thôi. Giống như vô số mảnh vỡ không gian trôi nổi ở khu vực này lúc trước, nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, e rằng ngàn năm sau, hắn ta sẽ như cát bụi, trôi nổi ở đây không cách nào giải thoát. Hạ Thiên nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Người này chính là gieo gió gặt bão, đại diện cho loại người muốn giả bộ ngưu bức mà không thành. Rời khỏi khu vực này, đằng trước là một hành lang đen như mực. Vách tường hai bên đều có khe hở rất quỷ dị, giống như vết tích đao kiếm chém vào. Hiển nhiên nơi này chính là mảnh vỡ không gian đã từng trải qua chữa trị. Tàn cảnh u minh đúng như tên gọi của nó, phá thành mảnh vỡ. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại biến một bí cảnh hoàn chỉnh thành dáng vẻ bị tàn phá không chịu nổi như thế này. Đương nhiên, Hạ Thiên không nhớ trước đó hắn và Ninh Nhụy Nhụy đã đến bí cảnh quy khư, cũng bởi vì thao tác của hắn, thiếu chút nữa biến nơi đó thành tàn cảnh không khác gì nơi này. Sau khi tiến vào tàn cảnh, Hạ Thiên ngửi được dư vị đại chiến niên đại xa xưa. Xem chừng ít nhất cũng phải có lịch sử 100 năm trở lên. Đáng tiếc ta không gặp được thời điểm đánh nhau đó. Hạ Thiên cảm khái, bây giờ hắn khó mà gặp được địch thủ, đã lâu rồi không được đánh một trận thống khoái. Cứu, cứu mạng. Lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng kêu cứu của một nữ nhân. Hạ Thiên nghe được tiếng kêu cứu, hơi cau mày, nhưng vẫn chậm rãi bước đến. À, Hạ Thiên, rốt cuộc cũng gặp được ngươi. Người mau cứu ta. Bên trong vũng bùn hơn 400 mét, Tào Thiển Thiển đã rơi vào nửa người. Tại sao ngươi lại ở đây? Hạ Thiên nghi hoặc hỏi. Tào Thiển Thiển vội giải thích, ta đi theo ngươi, nhưng vừa mới vào, ngươi đã biến mất không thấy tăm hơi, còn ta thì xuất hiện ở đây. Ta hỏi không phải cái này. Hạ Thiên lắc đầu, chỉ vào vũng bùn diện tích cực nhỏ, ta hỏi tại sao ngươi lại ở trong cái hố này? Người có mắt cũng nhìn ra được đây chính là một cái hố. Nói nhảm, ta đương nhiên nhìn ra được. Tào Thiển Thiển tức giận chừng Hạ Thiên, nhưng sau khi ta tiến vào bên trong cánh cửa, ta trực tiếp rớt xuống đây, ta còn có cách nào nữa chứ? Hạ Thiên thuận miệng hỏi, vậy ngươi vào để làm gì? Này, Hạ Thiên, ngươi làm người đi.
Tào Thiền Thiền nổi giận chỉ tay vào Hạ Thiên mà nói, không phải ngươi bảo ta vào sao? Ngươi nói ngươi quá nhàm chán, bảo ta đi cùng ngươi, nhanh như vậy mà ngươi đã quên, ngươi đúng là cặn bã nam. Ta có nói qua sao? Hạ Thiên làm bộ nhớ lại. Đừng giả bộ nữa, ngươi nhất định đã nói qua, hơn nữa ngươi khẳng định cũng nhớ rất kỹ. Cơ thể Tào Thiền Thiền lại lún xuống thêm một phần, chỉ còn lại hai tay và vai là còn lộ ra ngoài, được được được, cái khác đừng nói nữa. Tóm lại, ngươi mau cứu ta. Hạ Thiên cười nói, ngươi quá ngu ngốc, cho dù bây giờ cứu được ngươi, về sau ngươi cũng vẫn cản trở thôi. Ngươi là chó còn có chân trước chân sau. Tào Thiền Thiền thấy Hạ Thiên bỗng nhiên giày vò như thế, biết hắn nhất định đang đùa bỡn nàng, ngươi mau cứu ta đi, đừng đứng đó nói nhảm nữa. Thái độ của ngươi không phải đang cầu người cứu mạng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Tào Thiền Thiền đang định lên tiếng cầu cứu, kết quả cơ thể lại lún xuống sâu hơn, hoàn toàn chìm vào trong vũng bùn. Nước bùn nhanh chóng rót vào miệng, cảm giác ngạt thở cũng xuất hiện, trong lòng Tào Thiền Thiền cảm thấy vô cùng bi thương. Mẹ nó, lần này chết thật rồi. Đáng thương cho bổn cô nương còn trẻ như vậy, còn chưa trải qua cảm giác yêu đương đẹp đẽ nữa. Trong truyền thuyết, nam nhân nhìn thấy sau cùng trong cuộc đời chính là chồng kiếp sau. Qua, dáng dấp của Hạ Thiên không hề đẹp trai chút nào. Lỗ quá. Tào Thiền Thiền càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, dùng hết khí lực sau cùng giống lên một câu, Hạ Thiên, ta không để yên cho ngươi đâu. Cứu ngươi, ngươi còn mắng ta, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Giọng nói lười biếng đặc biệt của Hạ Thiên vang lên bên tai vô cùng rõ ràng. Sao? Tào Thiền Thiền đang nhắm mắt chờ chết, kết quả phát hiện nàng có thể nghe được Hạ Thiên nói, hơn nữa cảm giác ngạt thở cũng đã biến mất. Nàng mở mắt lên nhìn, đột nhiên nhìn thấy nàng đã thoát khỏi hố bùn, bình yên vô sự nằm trên mặt đất. Hạ Thiên đang đứng bên cạnh, vẻ mặt trào phúng nhìn nàng. À, ta nói cảm ơn tám đời tổ tông của ngươi. Tào Thiền Thiền lập tức sửa lại lời nói, lộ ra vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Thiên ghét bỏ khoát tay, được rồi, kỹ xảo của ngươi quá kém, cũng đừng diễn ở đây nữa. Được thôi, Tào Thiền Thiền thu lại kỹ năng diễn xuất ba xu của mình, lúng túng mỉm cười, nhưng, ta thật lòng cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không, ta chắc chắn sẽ chết ở đây. Hạ Thiên nói, là ta bảo ngươi vào, cứu ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Không không không, ngươi quá khách sáo rồi, ta không quen. Tào Thiền Thiền nghe Hạ Thiên nói. Cảm giác hơi run lên. Đối với điều này, Hạ Thiên chỉ đáp lại một câu, đầu óc của ngươi nhất định có bệnh. Tào Thiền Thiền im lặng, còn không phải vì ngươi sao? Được rồi, không dành nhiều lời với ngươi đâu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đã đến rồi, cũng nên đi xem đằng trước có cái gì. Thế là, hai người cùng nhau tiến lên. Không bao lâu sau, hai người tiến vào một hành lang màu đen, nhìn cũng không dài, khoảng 1000 mét. Người đến dừng bước. Trong lúc Hạ Thiên và Tào Thiền Thiền đang sắp đi đến điểm cuối của hành lang màu đen, một giọng nói trang nghiêm vang lên, đằng trước chính là cấm địa, người ngoại giới không được đi vào. Hạ Thiên có chút khó chịu trả lời, lấy đâu ra nhiều cấm địa như vậy? Ta muốn vào thì vào, người muốn ngăn, người có thể thử một chút. Nếu ngươi vẫn cố xông vào, đừng trách bổn tướng không khách sáo. Âm thanh kia không chút tình cảm cảnh cáo. Hạ Thiên không thèm để ý, tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước. Tào Thiền Thiền có chút chột dạ, nhẹ giọng hỏi, nếu không, chúng ta đổi sang đường khác. Giọng nói đó nghe không giống loại người lương thiện. Hạ Thiên quay sang nhìn Tào Thiền Thiền, lời nào cũng không nói. Ngươi đang dùng ánh mắt mắng chửi người. Tào Thiền Thiền cau mày, có chút không vui nói. Điểm cuối hành lang là một nơi khoáng đạt nhưng lại không được sáng sủa cho lắm. Đập vào mắt đầu tiên chính là vô số pho tượng lớn nhỏ, có người, có động vật, thậm chí còn có yêu ma quỷ quái. Nơi này là cửa hàng bán tượng sao? Tào Thiền Thiền mờ mịt hỏi, nhìn qua thật quỷ dị. Hạ Thiên phát hiện trên trời cũng giống như vậy, có vô số tượng đá giống như một bàn cờ tạp nham, chất đống quân cờ không có kết cấu gì cả. Bổn sứ cho ngươi 10 giây để lui ra ngoài. Một võ tướng mặc khôi giáp cao ít nhất 3 mét mang theo đại đao. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, nếu ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ, ngươi cũng đừng trách bổn tướng biến ngươi thành tượng đá, vĩnh viễn trưng bày ở đây không được giải thoát. Ngươi có thể thử một chút, Hạ Thiên nhếch miệng,
hờ hững nói. Lãnh mâu võ tướng khôi giáp ngưng lại, sát khí lấm lấm quát lớn, nếu ngươi đã muốn tìm cái chết, bổn tướng cũng không ngăn cản ngươi. Ăn ta một đao đi. Đại đao này ít nhất dài 4 mét, mặc dù lưỡi đao chiếm 1/3 chiều dài thân đao nhưng cũng đến 1m2, mang theo đao khí cuồn cuộn bổ tới trước mặt Hạ Thiên, xác thực có cảm giác rúng động của Thái Sơn băng lâm. Tào Thiển Thiển chỉ là người bình thường, nhìn thấy thanh đao chém xuống, thiếu chút nữa co quắp lại, nhưng sợ kéo chân Hạ Thiên, nàng đành phải chịu đựng sợ hãi, lập tức chạy ra xa. Bành! Một đao kia nặng nề bổ xuống mặt đất, chấn lên vô số bụi đất, một số tượng đá trong nháy mắt bị chấn nát. Khí lực được đấy nhưng tốc độ còn quá chậm, Hạ Thiên không biết từ lúc nào đứng trên mũi đao, cười nói. Cút ngay cho ta! Võ tướng khôi giáp đột nhiên nhấc đại đao múa cực nhanh, muốn chém Hạ Thiên thành vài đoạn, tiếc là không thành công. Hạ Thiên một lần nữa rơi xuống mũi đao, lười biếng nói, hơn nữa, tốc độ của ngươi quá chậm, ngươi đừng có nghịch đao nữa, đi chơi thứ khác đi. Nói xong, hắn lại cười một tiếng, sau đó đạp mạnh, thanh đại đao lập tức vỡ vụn thành một đống sắt vụn. Tự cho là đúng. Võ tướng khôi giáp cười lạnh, khoát tay vung cán đại đao. Thế đại lực trầm chém về phía Hạ Thiên. Ngay khi cán đao chuẩn bị bổ vào đỉnh đầu Hạ Thiên, lưỡi đao vỡ vụn trong phút chốc khôi phục nguyên trạng, chém Hạ Thiên thành hai nửa. Đương nhiên, bổ chúng chỉ là tàn ảnh của Hạ Thiên mà thôi. Ngu ngốc thì chính là như vậy, không bao giờ chịu nhận bài học cả. Hạ Thiên lắc đầu, có chút cảm khái, nhất là loại người ngu ngốc tự cho là đúng như ngươi. Ngươi mới ngu ngốc đó, còn ngươi võ tướng khôi giáp lạnh lại. Bỗng vận trường đao bổ tiếp về phía Hạ Thiên, xem ngươi có thể đỡ được của bổn tướng mấy đao. Lần này, đối diện bỗng nhiên xuất hiện một võ tướng khôi giáp giống như đúc người kia, đồng thời cũng vung đại đao trong tay lên. Chiêu thức này vô dụng đối với ta, đừng lãng phí thời gian nữa. Hạ Thiên tùy ý vươn tay, dễ dàng tiếp nhận thanh đại đao. Dưới chân nhấc lên một chút, giẫm lên một thanh đao khác. Không thể nào. Võ tướng khôi giáp hiển nhiên không tin Hạ Thiên, quát lớn, cao thủ thế gian cũng không ngăn được đại đao của bổn tướng, ngươi thì tính là cái gì, tại sao có thể là ngoại lệ được. Cách đó không xa lại có hai võ tướng khôi giáp xuất hiện. Bọn họ cũng vung mạnh đại đao chém xuống Hạ Thiên. Ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng không? Vậy thì ngươi đừng làm người nữa. Hạ Thiên khó chịu nói, tay chân đồng loạt dùng sức, trước phát nổ hai thanh đại đao đang đè lại. Sau đó, thân hình hắn như quỷ mị lướt qua, trong nháy mắt đã chồng bốn đại tướng khôi giáp lại cùng nhau, sau đó một quyền đánh tới. Quyền phong đến chỗ nào, chỗ đó không còn ngọn cỏ. Bốn võ tướng khôi giáp trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Khu vực này là thiên hạ của bổn tướng, trừ phi ngươi có thể tiêu diệt mấy vạn tượng đá. Nếu không, bổn tướng giết không chết đâu. Một lát sau, một tượng đá bỗng nhiên thay đổi hình dáng. Dần dần hóa thành một võ tướng khôi giáp, trong tay còn cầm theo một thanh đại đao như cũ. Nếu tượng đá nát hết, những người kia sẽ chết hoàn toàn, thần hồn câu diệt. Ánh mắt võ tướng khôi giáp tràn ngập đắc ý, người có can đảm hủy đi sinh tử của mấy vạn người hay không? Những tượng đá kia dường như cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Sống chết của bọn họ liên quan gì đến ta? Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm, ta và bọn họ không quen nhau. Chẳng có việc gì ta phải quan tâm sống chết của bọn họ. Ta cũng đâu có bệnh. Võ tướng khôi giáp lộ ra sự khinh bỉ, có chút kiếm chuyện, người đúng là một chút lòng tốt cũng không có. Nhiều sinh mệnh như vậy mà ngươi lại thờ ơ, ngươi quả nhiên không có nhân tính chút nào. Hạ Thiên nhếch miệng, những người này đều bị vây ở đây, tại sao ngươi không nói chính ngươi cũng không có nhân tính? Ha ha, bổn tướng không phải người, tại sao lại phải có nhân tính? Võ tướng khôi giáp cười lạnh, không khỏi đắc ý nói, bổn tướng là ma nham tộc của ma nham giới, chỉ là bị dẫn đến nơi này mà thôi. Vậy thì ngươi không cần thiết phải tồn tại. Hạ Thiên hờ hững nhìn võ tướng khôi giáp, giữa ngón tay lộ ra ngân châm. Võ tướng khôi giáp nhìn thấy Hạ Thiên lấy ra ngân châm, không khỏi cười nhạo, ngươi định dùng ngân châm nho nhỏ này đối kháng với băng sơn đại đao của ta sao? Vũ khí không phải nhìn lớn nhỏ mà là nhìn năng lực người sử dụng. Hạ Thiên lười biếng trả lời, bản thân ngươi không được, đao có lớn cũng có lợi ích gì đâu. Hừ, vậy để ta cho ngươi biết cái gì là đao chân chính, phốc. Lời còn chưa nói hết, võ tướng khôi giáp bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu,
ánh mắt tràn ngập sự kinh khủng. Hạ Thiên mỉm cười nói, chịu một châm của ta, cảm giác của ngươi như thế nào? Châm pháp của ngươi là gì? Võ tướng Khôi Giáp cố nén sự hoảng sợ trong lòng, truy vấn, ngươi có thể đâm rách huyền thạch khôi giáp của ta, chẳng lẽ đây chính là tiên thuật? Không phải tiên thuật, chỉ là châm pháp bình thường. Hạ Thiên quá hiểu suy nghĩ của đám ngu ngốc này. Bọn họ bị công kích bình thường đánh, kết quả nội tâm không cách nào tiếp thu được hiện thực, về thế bọn họ đề cao đối thủ của mình, khiến cho bản thân không quá mất mặt khi thất bại. Không thể nào, sao có thể là châm pháp bình thường được? Quả nhiên, võ tướng Khôi Giáp không cách nào tiếp thu được hắn ta bị công pháp bình thường phá phòng, bổn tướng biết, đây nhất định là âm mưu quỷ kế của ngươi, ngươi muốn mượn chuyện này đả kích lòng tin của bổn tướng. Bổn tướng sẽ không bị mắc lừa đâu. Ngu ngốc, Hạ Thiên từ trước đến nay chỉ có hai từ đánh giá loại người đầu óc có bệnh mà thôi. Bổn tướng sẽ dùng một chiêu lợi hại nhất tiễn ngươi về Tây Thiên. Võ tướng Khôi Giáp sử dụng 12 phần cẩn thận, đồng thời lửa giận cũng bốc lên tận đỉnh, vung đại đao trong tay, mũi đao dâng lên sát khí cuồn cuộn, tấn mãnh chém về phía Hạ Thiên. Tốc độ của một đao kia nhanh gấp trăm lần. Hơn nữa, nó còn kéo theo mấy vạn tượng đá cùng một chỗ đánh về phía Hạ Thiên. Lúc này, Hạ Thiên ngược lại chăm chú hơn, sử dụng châm ngoại châm không nhanh không chậm đâm tới. Châm này đâm rách sát khí, định trụ mấy vạn tượng đá, đồng thời còn có một sợi linh khí đâm thẳng vào mi tâm võ tướng Khôi Giáp. A! À, võ tướng Khôi Giáp phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết, không, ta không thể tiếp nhận. Tiếp theo, Khôi Giáp bắt đầu vỡ nát từng khối, từ trên người hắn ta rơi xuống một cách không thể vãn hồi. Có nhận hay không, người cũng chết chắc, Hạ Thiên hời hợt nói, phản kháng cũng vô dụng thôi. Đây đã là kết cục cuối cùng của ngươi. Võ tướng Khôi Giáp thật sự không cam tâm tiếp nhận thất bại, đột nhiên nhìn thoáng qua Tào Thiển Thiển đang núp đằng sau một tượng đá, thân hình lóe lên, trao đổi vị trí với tượng đá đó, sau đó đưa tay bóp lấy cổ Tào Thiển Thiển. Mau thu hồi ngân châm của ngươi trong cơ thể của ta. Nếu không, ta lập tức giết chết nữ nhân này. Võ tướng Khôi Giáp dùng tay nắm chặt Tào Thiển Thiển, uy hiếp Hạ Thiên. Mặt Hạ Thiên không hề thay đổi. Từ trước đến nay, ta không tiếp nhận bất cứ uy hiếp của người nào. Mặc dù nàng ấy không phải nữ nhân của ta, nhưng ngươi làm như thế chỉ tổ ra tăng diệt vong cho mình mà thôi. Võ tướng Khôi Giáp đột nhiên dùng sức, thiếu chút nữa bóp gãy cổ Tào Thiển Thiển, ta sẽ bóp chết nàng ta, ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Ngươi có thể thử một chút, như thế, ngươi chết sẽ càng thảm hại hơn. Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Là bổn tướng thua. Võ tướng Khôi Giáp do dự mấy giây, sau đó lựa chọn từ bỏ, thả Tào Thiển Thiển ra, chán nản quỳ trên mặt đất, ta chỉ cầu ngươi thả cho bổn tướng một ngựa, giữ cho ta một mạng chó. Vô dụng thôi, Hạ Thiên cũng không bởi vì đối phương nhận sai mà thái độ có gì thay đổi, ta đã nói qua, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc, không có bất kỳ thay đổi nào đâu. Ánh mắt võ tướng Khôi Giáp tràn ngập sự không cam lòng và phẫn hận, chỉ tiếc phu sự vô bổ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là biến thành một đống bụi phiêu tán theo gió. Thật kỳ lạ, tại sao những tượng đá này lại không có gì thay đổi? Gương mặt Tào Thiển Thiển lộ ra vẻ khó hiểu. Hạ Thiên quay lại nhìn nàng một cái, ngươi muốn thay đổi gì? Tào Thiển Thiển thản nhiên giải thích, khi xem mấy bộ phim anime, sau khi boss bị đánh bại, không còn khống chế, không phải đều khôi phục lại bình thường sao? Mấy thứ đó đều là giả. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói. Tào Thiển Thiển mờ mịt, chỉ vào những tượng đá, làm sao cứu được bọn họ đây? Ngươi muốn cứu bọn họ, Hạ Thiên thuận miệng nói. Nói thế nào bọn họ cũng thật đáng thương. Tào Thiển Thiển tràn ngập đồng cảm, chủ yếu là do năng lực đồng cảm tương đối mạnh, không thể nhìn những người kia bị nhốt trong tảng đá vĩnh viễn không thể giải thoát. Tuy nhiên, nàng vẫn còn cách thánh mẫu một khoảng cách. Hạ Thiên cười nói, muốn cứu bọn họ thật ra không khó. Vậy phải làm sao? Tào Thiển Thiển lập tức hỏi một câu. Tìm người tạo ra bọn họ, sau đó xử lý là được. Hạ Thiên hời hợt nói. Tào Thiển Thiển cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó nói, nếu ta không hiểu sai, ý của ngươi là, chỉ cần xử lý người biến bọn họ thành như vậy, bọn họ sẽ có thể khôi phục như bình thường, đúng không? Ngươi còn chưa ngốc đến mức không thuốc cũng không thể cứu. Hạ Thiên tán thành năng lực phân tích của Tào Thiển Thiển.
thế nó cũng có gì khác với những gì mà ta nói lúc nãy đâu. Tào Thiền Thiền có chút bất lực, không phải cũng xử lý boss, sau đó không còn khống chế sẽ khôi phục lại như bình thường sao? Không giống, Hạ Thiên kiên định trả lời. Tào Thiền Thiền không hiểu, có chỗ nào không giống. Ngươi nói là giả, Hạ Thiên chững chạc đáp lại, còn ta nói là thật. Được, coi như ngươi nói là thật. Tào Thiền Thiền sửng sốt, sau đó có chút không hiểu, nhưng võ tướng Mặc Khôi Giáp đã chết, chẳng lẽ hắn ta giả chết? Tên ngu ngốc Mặc Khôi Giáp đó chết thật, không phải chết giả. Hạ Thiên lắc đầu, nói mãi cũng không thông. Tào Thiền Thiền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, người khống chế bọn họ đã chết rồi, tại sao bọn họ còn chưa khôi phục lại bình thường? Hạ Thiên không khỏi thở dài, ta vừa khen ngươi một câu, kết quả lại phạm phải ngu xuẩn nữa rồi, ngay cả cái này cũng nghĩ không ra sao. Ngươi, Tào Thiền Thiền cuối cùng cảm nhận được sự chán ghét của Hạ Thiên, tức giận nói, ta hiểu ra rồi, bạn gái tên bé ngoan của ngươi nhất định không chịu được tính cách của ngươi, cho nên đã bỏ nhà đi. Càng nói lại càng thấy ngươi ngu. Hạ Thiên nhếch miệng, đầu tiên, bé ngoan không phải bạn gái của ta, tiếp theo nàng ấy cũng không phải bỏ nhà đi. Còn nữa, tính tình của ta rất tốt, nếu ngươi chịu không được, nhất định vấn đề là ở ngươi. Ngươi nên tỉnh táo lại một chút. Tào Thiền Thiền không phản bác được, một lát sau mới nói, được, ta ngu, mời Hạ Thiên ngươi chỉ rõ. Đơn giản như vậy mà không nghĩ ra. Hạ Thiên giải thích, bởi vì võ tướng Khôi Giáp hoàn toàn không phải boss, cùng lắm cũng chỉ là tinh anh quái trước khi gặp boss mà thôi. Sao, Tào Thiền Thiền sửng sốt, lập tức hiểu ra, không khỏi có chút sợ hãi, ý của ngươi là nơi này vẫn còn một quái vật. Đúng, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi mau dẫn quái vật đó ra đi. Ta đi, Tào Thiền Thiền chỉ vào mình, vẻ mặt kinh ngạc, ta chỉ là người bình thường, ngươi bảo ta đi. Nếu chẳng may ta chết thì làm sao bây giờ? Hạ Thiên khinh thường nói, có ta ở đây, ngươi không chết được đâu. Hơn nữa, cho dù chết, ta cũng có thể cứu sống ngươi. Ngươi lợi hại như vậy sao? Tào Thiền Thiền hoài nghi nhìn Hạ Thiên, Hoa Đà tái thế cũng không dám nói khoác như thế. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Được rồi, không cần ngươi nữa. Hạ Thiên không kiên nhẫn, lấy ra một cây ngân châm bắn thẳng ra ngoài, ta cũng lười lãng phí thời gian. Nơi này thật sự có chút nhàm chán. Tào Thiền Thiền không biết Hạ Thiên đang làm cái gì, ánh mắt nhìn theo ngân châm bay xa. A! À, không bao lâu sau, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Một tượng đá bỗng vọt lên, sự chấn động làm rơi xuống ngụy trang trên người, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên và Tào Thiền Thiền. Tiểu tử, nhãn lực của ngươi đúng là không tệ, có thể nhìn ra ngụy trang của bổn cung. Tượng đá dần lộ ra diện mạo lúc trước. Là một nữ nhân trung niên xấu vô cùng, ngụy trang của mỹ hậu ta, mấy ngàn năm nay đều không có ai nhìn thấu. Ngươi đúng là không tệ, bổn cung muốn thu ngươi làm, a. À. Bà ta còn chưa nói hết câu, gương mặt đã chịu một cước của Hạ Thiên bay rất ra ngoài. Không đợi mỹ hậu đứng lên, Hạ Thiên đã đuổi theo, lại một cước đạp thẳng vào mặt, đạp bay mỹ hậu. Bà ta nặng nề rơi xuống, vừa lúc rơi vào trong một vũng bùn. Ngươi xấu quá. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, càng không muốn nhìn thấy mặt của ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, khó chịu nói. Quả nhiên, mỹ hậu mặt máu thịt be bét há miệng muốn phát ra tiếng kêu, kết quả một chút âm thanh cũng không nghe được, cơ thể không thể động đậy, từng chút một chìm xuống, cho đến khi chìm hẳn. Tào Thiền Thiền há to miệng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Một lát, sau, mấy vạn tượng đá quả nhiên chậm rãi khôi phục lại bình thường, có tượng vẫn còn là người. Có tượng chỉ còn lại linh hồn, nhưng tất cả đều thu được tự do. Ai nấy đều nhìn Hạ Thiên, cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Thiên không hứng thú tiếp nhận cảm kích của người khác. Hắn rời khỏi khu vực này, bởi vì hắn cảm nhận được một khí thức quen thuộc. Này, chờ ta với. Tào Thiền Thiền sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Không có Hạ Thiên bảo vệ, nàng ở bên trong bí cảnh nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có thể chết không có chỗ chôn. Hạ Thiên đi cũng không nhanh, nhưng Tào Thiền Thiền phát hiện nàng sao cũng không thể đuổi kịp hắn, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Không bao lâu sau, Hạ Thiên đến một bờ sông. Con sông này nhìn không rộng, khoảng 3-4 mét, dòng nước rất nhạt, thanh tịnh thấy đáy, hiển nhiên có thể lội qua, cho nên trên sông không có cầu. Làm sao vậy, ngươi sợ nước à?
Tào Thiển Thiển phát hiện Hạ Thiên đứng ngẩn ra bên bờ sông, không khỏi chạy chậm đến, hỏi dò, nếu không, ta cõng ngươi qua. Hạ Thiên hỏi lại, ngươi khẳng định. Ngươi đừng nhìn dáng dấp ta gầy, nhưng ta cũng có bắp thịt đó. Tào Thiển Thiển thấy Hạ Thiên giống như đang giễu cợt nàng, lập tức vén lên tay áo, giơ giơ cơ bắp, cõng ngươi không thành vấn đề. Được rồi, ta không có thói quen để nữ nhân cõng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta cũng không sợ nước. Tào Thiển Thiển không hiểu hỏi, vậy ngươi đứng ngẩn ra trên bờ sông làm gì? Ta không có đứng ngẩn. Hạ Thiên chậm rãi nhìn nước sông chảy xuôi, khó chịu nói, ta đang chờ khi nào thì nó ra tay. Ai, ai ra tay? Tào Thiển Thiển lại càng thêm nghi hoặc không thôi. Nhìn chung quanh, cũng không có ai tồn tại. Hạ Thiên chỉ vào đáy sông thanh tịnh, ta đang nói nó đấy. Nước này, làm sao thế? Chẳng lẽ còn có thể nhảy dựng lên đánh ngươi hay sao? Tào Thiển Thiển nhịn không được cười nói. Nàng cảm thấy tính cách của Hạ Thiên chẳng những có chút tố chất thần kinh, hơn nữa còn có chút thiên mã hành không, đừng nói chơi nữa. Mấy trò cười này tuyệt không buồn cười, a. À. Bốp! Lời còn chưa nói hết, Tào Thiển Thiển cảm giác mặt mình giống như có ai đó tát vào. Tào Thiển Thiển ôm mặt, mờ mịt nhìn xung quanh, ai đánh ta? Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên cười một tiếng hỏi ngược lại. Tào Thiển Thiển biết chắc chắn không phải Hạ Thiên đánh, bởi vì khi nàng nói chuyện nàng vẫn nhìn Hạ Thiên. Nhưng trước mắt ngoại trừ Hạ Thiên chỉ còn nàng, không còn người thứ ba, chẳng lẽ có quỷ sao? Nơi này không có quỷ. Hạ Thiên nhìn Tào Thiển Thiển đang ngờ vực vô căn cứ. Tào Thiển Thiển lại càng thêm khó lý giải, không có quỷ, vậy ai đánh, khoan đã, tại sao ngươi biết ta đang suy nghĩ chuyện gì? Bởi vì ta không có gì là không biết, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Tào Thiển Thiển không tin. Bốp bốp, lúc này lại tả hữu khai cung, mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng khóe mắt Tào Thiển Thiển vẫn bắt được một chút hình ảnh. Vừa rồi giống như có thứ gì đó từ trong nước nhảy ra ngoài, sau đó lắc lư trước mặt nàng, rồi dùng tốc độ cực nhanh nhảy vào trong nước. Nước, trong nước có quái vật, Tào Thiển Thiển chỉ vào con sông, kêu lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn bình tĩnh, không phải trong nước có quái vật mà nước này chính là quái vật. Làm sao bây giờ, làm sao chúng ta có thể vượt qua? Tào Thiển Thiển có chút lo lắng nói. Hạ Thiên lười biếng trả lời, ta đi qua rất đơn giản, nhẹ nhàng nhảy một cái là qua ngay. Vậy vì sao, chẳng lẽ ngươi chờ ta? Tào Thiển Thiển bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, có chút do dự hỏi, không phải ngươi coi trọng ta chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không phải kiểu người ta thích. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Dung mạo của ngươi vẫn còn xấu, không đủ xinh đẹp, ngay cả tư cách làm vợ dự bị của ta cũng còn chưa đủ. Hạ Thiên nhếch miệng, khó chịu nói. Tào Thiển Thiển giống như bị vạn tát tai tát vào mặt. Bị đánh đau chỉ là phụ mà thôi. Bây giờ nàng chỉ muốn dùng tay xé rách miệng Hạ Thiên. Rầm rầm. Lúc này, nước sông cảm nhận được nó bị coi nhẹ, lập tức từ đường sông nhảy lên. Cuộn lên sóng lớn cuồn cuộn nhào về phía Hạ Thiên. Nhìn không được nữa rồi à. Nét mặt Hạ Thiên cũng không có bao nhiêu thay đổi. Định hải thần châm giữa ngón tay đã sáng lên, nhẹ nhàng nhấn xuống nước sông. A, à, nước sông hét thảm một tiếng, sóng nước uốn éo, liều mạng lui về bên trong đường sông. Đáng tiếc đã muộn. Tuy định hải thần châm này chưa chắc là định hải thần châm trong truyền thuyết nhưng cũng không phải phàm phẩm. Ngay cả biển cũng có khả năng định trụ, huống chi chỉ là một con sông nhỏ. Muốn chạy, không còn kịp nữa rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tùy ý rót vào một sợi băng hỏa linh khí. Nước sông trong nháy mắt bị đông kết từng khúc, rất nhanh vỡ vụn thành từng mảnh, bị trưng thành hơi nước, một lát sau đã tiêu tán không còn, vô tung vô ảnh. Cái này, Tào Thiển Thiển cảm giác tam quan của mình một lần nữa bị khiêu chiến nghiêm trọng, hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Nhưng không đợi nàng hoàn hồn, một đường sông trống rỗng giống như vật sống bỗng nhiên nhô lên, như mãnh thú nhắm người mà nuốt, nuốt lấy Hạ Thiên và Tào Thiển Thiển. Đừng nhìn nơi này là tàn cảnh, nhưng bao trùm nguy cơ, không ít hơn hai cảnh còn lại, thậm chí còn nhiều hơn. Trương Lăng Linh và Ninh Nhụy Nhụy dò xét tình huống chung quanh. Bọn họ vừa mới cảm nhận được một luồng khí tức kỳ quái đang ba động. Không cần phải nói, nhất định đang có thế lực ngoại lai xâm lấn. Lúc này, Trương Lăng Linh một lần nữa tiến hành nhắc nhở Ninh Nhụy Nhụy,
tránh cho nàng sinh ra khinh thường đối với nơi này, từ đó rơi vào nguy hiểm. Ta biết, Ninh Nhụy Nhụy hoàn toàn không hề xem thường tàn cảnh U Minh, trước đó, ở bí cảnh Quy Khư, nếu không có Hạ Thiên, đoán chừng ta đã chết rồi. Mặc dù bây giờ ta miễn cưỡng cũng có sức tự vệ nhưng ta biết rất rõ, cũng không cảm thấy mình ghê gớm đến cỡ nào. Nhân vật thần kỳ trên trái đất nhiều lắm, còn ta thì quá tầm thường. Trương Lăng Linh mỉm cười, có chút tán thưởng, người hoàn toàn không giống Hạ Thiên. Hắn lúc nào cũng tràn đầy tự tin, người đã có đủ tự tin nhưng cùng lúc lại có sự nhận biết rất rõ về bản thân mình. Hạ Thiên không phải là tự tin mà là một ngạo khí không cách nào nói rõ, là sự ngông cuồng không để bất cứ kẻ nào vào mắt. Ninh Nhụy Nhụy nhớ đến Hạ Thiên, mỉm cười nói, nhưng thật sự hắn có thực lực đó, cho nên khí chất và cuồng ngạo lại rất phù hợp. Đúng là một người không cách nào để nói. Ha ha, dường như ngươi đã rơi vào mị lực của hắn. Trương Lăng Linh cười như không cười nhìn Ninh Nhụy Nhụy, có chút trêu chọc. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Nhụy Nhụy đỏ bừng, lập tức phản bác, không có đâu, là do hắn cứ dây dưa ta, cho đến bây giờ ta còn chưa đồng ý làm nữ nhân của hắn. Hắn cũng không phải loại người mà ta thích. Ngươi tin sao? Trương Lăng Linh cười hỏi. Ninh Nhụy Nhụy tiếp tục phản bác, tin chứ? Vì sao lại không tin? Ta và hắn là trong sạch mà. Trương Lăng Linh chỉ mỉm cười, không nói. Ngươi cười như vậy là có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy bất mãn chất vấn. À, lại có người vào. Trương Lăng Linh vừa định trêu chọc thêm vài câu, sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì nàng cảm nhận được một luồng khí tức rất lạ tiến vào tàn cảnh U Minh từ những vị trí khác nhau. Tại sao ta có cảm giác nơi này đã biến thành cái sàng, chỗ nào cũng có thể để lọt người? Ninh Nhụy Nhụy không hiểu hỏi. Trương Lăng Linh cảm thán đáp, ban đầu, ta định sau khi chữa trị xong cung điện, ta sẽ tu bổ lại những lỗ hổng, không nghĩ đến ám môn lại bị người ta phá, dẫn đến một loạt thay đổi. Xem ra nơi này không yên ổn. Vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Trương Lăng Linh rất nhanh đã đưa ra quyết đoán. Trực tiếp nói, tất nhiên là từng bước tìm ra những người xâm nhập. Nơi này rất nguy hiểm, sát cơ khắp nơi. Cho dù nhìn qua thì giống như thiên đường, nhưng tiến vào chính là cửu tử nhất sinh. Chúng ta không tìm được bọn họ, nếu chẳng may bọn họ khởi động cơ quan cấm địa, chỉ sợ tàn cảnh này lại càng khó chữa trị hơn. Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm ra những người xâm nhập thôi. Ninh Nhụy Nhụy nhớ lại bí cảnh Quy Khư trước đó. Nếu không phải trong thời khắc cuối cùng, Trương Lăng Linh dụ dỗ tu tiên giả kia tự bạo, sau đó thuận thế đẩy hết mọi người ra khỏi bí cảnh, đoán chừng nó cũng sẽ không khác gì nơi này. Đi, nguyên tắc lân cận, chúng ta sang bên này trước. Trương Lăng Linh cảm nhận một chút, phát hiện bên trái cách đó không xa có mấy sợi khí tức lạ lẫm. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, đi theo sau lưng Trương Lăng Linh, cùng nhau bay vút qua. Chấm. Nơi này chính là tàn cảnh U Minh. Mấy bóng người ẩn núp ở một bí đạo nào đó lén lút chạy đến, đối diện là một luồng gió ấm áp khiến cho người ta có chút sảng khoái, không khỏi nói một câu cảnh đẹp như vậy, tại sao lại có tên là U Minh chứ? Đập vào ánh mắt của bọn họ chính là mấy hòn đảo treo giữa không trung. Trên đảo, sơn phong đứng thẳng, dòng chảy như thác. Nơi này không chỉ cây cối tùm, hoa tươi mọc khắp nơi trên mặt đất, hơn nữa còn có một luồng khí thức viễn cổ như có như không, khiến người ta sinh ra một cảm giác áp bách khó tả. Nơi này có thể nói đẹp như tiên cảnh, nào đáng sợ như U Minh trong truyền thuyết chứ. Nếu không phải ám đạo khó vào, ta cũng muốn ở đây dưỡng lão. Một thanh niên không có lông mày cảm nhận được nơi này đẹp không sao tả xiết, quá đẹp, linh khí lại nồng đậm, vì sao Tiêu gia lại vứt bỏ nơi này chứ? Ngươi chỉ nhìn được chỗ tốt ở đây mà không để ý đến tai họa ngầm cực lớn. Đầu lĩnh là một nam nhân trung niên trên mặt có hai vết sẹo. Ông ta nghe được thuộc hạ của mình nói, không khỏi dội cho một gáo nước lạnh, nơi này là tàn cảnh, linh áp cực kỳ không ổn định. Nói không chừng một ngày nào đó linh áp đến, người sẽ bị ép thành mảnh vụn. Gã thuộc hạ gượng cười hai tiếng, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà. Cho dù ta muốn ở lại đây, chỉ sợ gia chủ và đoàn trưởng không cho phép. Biết rõ thì tốt. Nam nhân mặt sẹo hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nhắc nhở, người nhớ kỹ thân phận của chúng ta đến từ thiên sát đoàn nhất lưu thế giới, còn có nhiệm vụ tiến vào tàn cảnh lần này của chúng ta. Thứ nhất, thu thập các loại tài nguyên bên trong tàn cảnh. Thứ hai,
tìm Hạ Thiên xâm nhập vào trong tàn cảnh, giết chết hắn. Thứ ba, sao, các ngươi có nghe được âm thanh kỳ quái gì không? Nói xong, nam nhân mặt sẹo cau mày, vô cùng cảnh giác quan sát xung quanh. Với trực giác sát thủ, ông ta cảm nhận được nguy hiểm xuất hiện. Những sát thủ còn lại cũng dần dần nhận ra sát cơ như có như không. Đội trưởng, ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Một tên thuộc hạ bỗng nhiên mở to mắt, đưa tay chỉ về một hướng, dường như có thứ gì đó đang đến đây. Nam nhân mặt sẹo nghe xong lập tức quay người, quả nhiên có một cái bóng từ đằng xa dùng tốc độ cực nhanh di chuyển về phía bọn họ. Chẳng lẽ là mãng xà? Thị lực nam nhân mặt sẹo rất tốt, lập tức bắt được chút manh mối. Thứ đang du động đằng xa cơ thể tráng kiện mà kéo dài, màu sắc hơi tối, rất giống một con mãng xà biến dị. Là rắn sao, thuộc hạ phụ họa. Ngoại trừ rắn, hẳn không còn thứ gì vừa to vừa dài, tốc độ lại nhanh như thế. Nếu là rắn thì không có gì phải sợ, một người cười gằn, móc một con dao găm sáng loáng từ trong túi quần ra, thả người nhảy đến chỗ con mãng xà, lão đại, ngươi chờ đó, để ta đi giải quyết nó, lấy mật rắn về cho ngươi bồi bổ cơ thể. Nam nhân mặt sẹo khẽ cau mày, bởi vì ông ta cũng không xác định sinh vật đó chính là mãng xà, nhưng ông ta cũng không ngăn cản thuộc hạ thăm dò. A, à, gã thuộc hạ vừa mới nhảy đến gần con mãng xà. Hắn ta đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người biến mất không thấy đâu. Lão thất, nam nhân mặt sẹo chừng muốn rách cả mí mắt nhưng cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Thuộc hạ của ông ta đột nhiên không còn nữa. Một người khác cũng kinh ngạc không thôi, lập tức móc ra vũ khí mang theo bên người, bắn loạn xạ về phía con mãng xà. Đáng tiếc, những viên đạn giống như cát rơi xuống biển. Lúc này, trong lòng nam nhân mặt sẹo lại càng cảm thấy bất an mãnh liệt. Vật kia tuyệt đối không phải mãng xà. Ông ta nhìn chăm chú một hồi, đột nhiên nhận ra cái gì, há miệng quát lớn, mọi người dừng tay, mau trốn đi, trốn nhanh lên. Mấy người khác cũng ngạc nhiên nhìn thủ lĩnh của mình, không biết vì sao ông ta lại sợ hãi như thế, nhưng vẫn vô thức phục tùng lời ông ta nói. Nhưng đã quá muộn rồi. Cái thứ giống mãng xà kia đã đến gần bọn họ, rốt cuộc lộ ra diện mạo hoàn chỉnh. Ông trời ơi, đây là thứ gì vậy? Một người trong đó cả kinh đến tròng mắt như muốn rơi xuống, hắn ta lập tức bị vật kia nuốt chửng. Những người khác cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, không hề có ý định đối kháng, thậm chí có người còn trực tiếp ném đi vũ khí, để khi đào mệnh càng thêm nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng càng trốn, tim lại càng lạnh. Vật kia vẫn luôn đuổi theo đằng sau lưng bọn họ, rõ ràng có thể đuổi kịp bọn họ, nhưng lại cứ chơi trò mèo vờn chuột, để lại một khoảng cách. Giống như chỉ cần nhanh hơn chút nữa, bọn họ sẽ có hy vọng chạy trốn. Nam nhân mặt sẹo biết chuyện không phải như vậy, vì thế, ông ta nghiến chặt răng, xách đao đứng im tại chỗ, nói với thuộc hạ của mình các ngươi đi trước để ta bọc hậu. Mấy người khác nghe xong, chẳng những không trốn, ngược lại còn khơi dậy khí thế hùng dũng. Mẹ nó, ta chẳng quan tâm nó là vật gì, liều mạng với nó thôi. Tên chó chết này đang đùa với chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên, nói không chừng còn có thể làm thịt nó. Mọi người đều cầm binh khí xoay người lại, gầm rú phóng đến con quái vật kia. Con quái vật kia cũng không khách sáo, trực tiếp mở cái miệng máu nuốt sạch toàn bộ bọn họ. Chấm! Đây là chỗ nào thế? Tào Thiển Thiển phát hiện mình không chết, trên người còn không bị thương, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Giọng nói của Hạ Thiên vang lên bên cạnh, bên trong sông. Chỗ nào, Tào Thiển Thiển nghe Hạ Thiên nói, không khỏi sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, ngươi vừa nói cái gì. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, trong sông. Bốn phía tối tăm mờ mịt, cái gì cũng nhìn không thấy nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được không gian đang di chuyển, giống như đang ngồi trên tàu cao tốc. Chúng ta đang ở trong sông sao? Tào Thiển Thiển lặp đi lặp lại suy nghĩ này mười mấy lần nhưng vẫn không hiểu. Hạ Thiên cũng không giải thích nữa. Trong sông, tại sao lại không có nước? Tào Thiển Thiển vẫn cảm thấy mờ mịt, ta cũng không phải chưa từng nhảy xuống sông. Trong thôn ở quê ta có một con sông, từ nhỏ ta đã bơi lội trong đó, hoàn toàn không giống như lúc này. Ngươi đang ở trong nước sông, Hạ Thiên thuận miệng nói. Tào Thiển Thiển vẫn chưa hiểu, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Trong sông và trong nước sông không phải cùng một ý sao? Dĩ nhiên không phải rồi.
Hạ Thiên vẫn hờ hững nói, sông là sông, nước sông là nước sông. Không có sông, nước sông chỉ là nước bình thường, nhưng không có nước sông, sông vẫn là sông. Con sông này có sinh mệnh của mình. Lúc này, Tào Thiển Thiển mới miễn cưỡng hiểu được ý của Hạ Thiên. Trước đó, bọn họ gặp một quái sông, nước sông có thể nhảy dựng lên đánh người. Sau đó, nước sông bị Hạ Thiên đánh bại, tiếp theo, trong sông lại nhảy dựng một con quái vật nuốt lấy bọn họ. Chúng ta bị đường sông nuốt, ký ức của Tào Thiển Thiển từng chút một rõ ràng, nàng rốt cuộc xác định một sự thật khó tin. Trong sông, Hạ Thiên và Tào Thiển Thiển đang ở bên trong một không gian tối tăm, mờ mịt, nhìn qua giống như không có giới hạn. Ngươi không nôn nóng chút nào sao? Tào Thiển Thiển thấy Hạ Thiên vẫn tự tại nhẹ nhõm như trước, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, chúng ta bị sông, quái vật nuốt sống, nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa sẽ bị nó tiêu hóa. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi đúng là ngu ngốc, ngươi cảm thấy sông có hệ tiêu hóa sao? Hình như không có, Tào Thiển Thiển lắc đầu, nhưng vẫn lo lắng như cũ, nhưng nó nhất định có cách nào đó để tiêu hóa chúng ta, nếu không, nó nuốt chúng ta làm gì? Con sông này vốn là yêu, bị người ta luyện hóa thành pháp bảo. Hạ Thiên hờ hững nói với Tào Thiển Thiển, nhưng mấy ngàn năm qua chưa từng dùng đến, đã thoát khỏi ý thức của chủ nhân, lại bị tà khí nơi này lây nhiễm, cho nên mới bị biến dị. Sau đó thì sao? Tào Thiển Thiển nghe Hạ Thiên nói, nửa ngày cũng chưa thấy vào trọng điểm, ngươi nên nói nó sẽ làm cách nào để tiêu hóa chúng ta đi. Hạ Thiên lắc đầu, cảm thấy lo lắng cho trí thông minh của Tào Thiển Thiển. Người đần chết đi được, còn ngu hơn cả tiểu muội chân dài. Điều này có liên quan gì đến đần hay không đần chứ? Tào Thiển Thiển bất mãn nói, tất cả mọi thứ nơi này đều vượt ra khỏi thường thức của ta. Trước kia, ta ngay cả linh khí cũng chỉ được nghe nói qua, làm sao ta có thể lý giải được những thứ mà ngươi đang nói? Không cần lý giải, Hạ Thiên nhếch miệng, yên tâm đi, chỗ chết tiệt này không chết người được đâu. Hắn còn chưa nói xong. Tào Thiển Thiển cảm giác giống như chân đang đá phải thứ gì. Nàng cúi đầu nhìn xuống, rõ ràng là một bộ xương người. A, người chết, người chết. Tào Thiển Thiển bị dọa đến co lại sau lưng Hạ Thiên, ngươi nhìn đi, nhìn chỗ này nè. Gương mặt Hạ Thiên không hề có chút gợn sóng, thấy rồi. Ngươi không phải nói không chết người sao? Tào Thiển Thiển lấy lại tinh thần, chất vấn Hạ Thiên. Ở đây đích thật không chết người được đâu. Thái độ của Hạ Thiên vẫn dửng dưng như cũ, quan điểm cũng không hề thay đổi. Tào Thiển Thiển mở to mắt, có chút không chịu được việc Hạ Thiên mở mắt bịa đặt, không chết được người, vậy khô lâu này ở đâu ra? Ngươi đúng là ngu không phải bình thường. Nếu không, để ta đâm cho ngươi một châm. Hạ Thiên quay sang nhìn Tào Thiển Thiển, có chút đồng tình, nói chuyện với ngươi đúng là tốn sức. Dung mạo của ngươi không đẹp bằng tiểu muội chân dài, đầu óc còn đần hơn nàng ấy gấp 10. Ngươi mới đần đấy, rõ ràng là do ngươi nói không rõ, hơn nữa nói lúc nào cũng chỉ có một nửa. Tào Thiển Thiển cau mày, còn nữa, ngươi nói tiểu muội chân dài rốt cuộc là ai vậy? Tiểu muội chân dài là vợ tương lai của ta, nàng ấy hơi ngốc, ngực cũng hơi nhỏ nhưng chân rất dài. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Tào Thiển Thiển giống như bị đi lạc đường, vội hỏi, nếu chân rất dài, gọi là muội muội chân dài không được sao? Vì sao lại phải gọi là tiểu muội chân dài? Bởi vì có người còn đẹp hơn nàng ấy, chân còn dài hơn nàng ấy. Hạ Thiên cười đáp, người này chính là muội muội chân dài. Khoan đã, muội muội chân dài là ai? Tào Thiển Thiển cau mày hỏi. Muội muội chân dài là vợ của ta. Hạ Thiên đáp. Tào Thiển Thiển giống như một bà cụ nhà quê nhìn thấy điện thoại di động và tàu điện ngầm, rốt cuộc ngươi có mấy bà vợ? Không nhiều lắm. Chỉ hơn 30 thôi. Hạ Thiên cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu người, thuận tiện đưa ra một con số. Hơn 30 mà ngươi nói không nhiều. Tội trùng hôn của ngươi có thể bị phán án tử hình đấy. Tào Thiển Thiển tức giận nói. Hạ Thiên đáp, trước kia, cục cảnh sát thành phố Giang Hải đích thật đã từng dùng tội trùng hôn để truy nã ta, nhưng không có tác dụng. Ta và các bà vợ của mình đều là vợ chồng hợp pháp, người nào cũng đều được đăng ký kết hôn. Tào Thiển Thiển phát hiện nàng không có cách nào tức giận được nữa, đành phải bỏ qua đề tài này, thảo luận sự việc trước đó, Hạ Thiên, ngươi dứt khoát nói cho ta biết, trong sông này rốt cuộc có chết người hay không? Hạ Thiên không hề nghĩ ngợi, đáp ngay, sẽ không đâu.
Thế người chết kia giải thích như thế nào? Tào Thiền Thiền hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, có chút cảm khái nói, ta cũng không rõ, bởi vì có người chết đuối trong sông, thi thể trầm tích xuống lòng sông. Cái gì? Tào Thiền Thiền nghe xong, lại tiếp tục suy nghĩ thêm vài lần, đó còn không phải chết người sao? Nước sông có thể làm người chết đuối, đường sông cũng có thể làm người ta chết đuối sao? Hạ Thiên không kiên nhẫn nói. Lúc này Tào Thiền Thiền mới nhớ đến, trước khi bọn họ bị đường sông nuốt chửng, nước sông đã bị Hạ Thiên làm cho bốc hơi sạch sẽ. Tuy nhiên, nàng rất nhanh nghĩ đến một vấn đề khác, mặc dù trong sông không chết người nhưng không có không khí, chúng ta cũng sẽ bị chết ngạt. Hơn nữa, nếu chúng ta không ra ngoài được, sớm muộn gì cũng sẽ chết đói ở đây thôi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chúng ta không ở đây lâu quá đâu, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài được thôi. Dường như có người đi vào. Tào Thiền Thiền nhìn bầu trời xám xịt đột nhiên xuất hiện một khoảng không kỳ quái. Tiếp theo có mấy bóng người rơi xuống, cũng giống như nàng và Hạ Thiên vừa rồi. Hạ Thiên chẳng quan tâm người đến, hắn đang quan sát nội bộ đường sông. Vừa rồi, hắn ngửi được một cảm giác quen thuộc, cho nên hắn mới ngừng lại ở bờ sông. Cho dù hắn bị đường sông thôn phệ cũng không phản kháng. Hắn chỉ muốn tìm nguồn gốc của cảm giác quen thuộc đó mà thôi. Chồng, tại sao chàng lại ở đây? Sau khi mấy bóng người kia rơi xuống đất, hai người trong đó chạy đến chỗ Hạ Thiên. Đi đằng trước rõ ràng là Ninh Nhụy Nhụy, đằng sau là Triệu Yêu Yêu. Thân hình của những người khác cho dù lờ mờ nhưng cũng có thể nhận ra, đều là nữ nhân của Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên một chút cũng không cao hứng, ngược lại còn cau mày, ta ghét nhất người khác giả mạo vợ của ta. Cho dù các ngươi thân bất do kỷ, nhưng vẫn đi chết đi. Chấm. Đám người nam nhân mặt sẹo từ giữa không trung rơi xuống, cũng may không bị thương tích gì. Nơi này là nơi nào vậy? Vừa rồi là thứ gì thế? Không phải mãng xà sao? Mãng xà cái đầu ngươi đấy. Nó giống một cái xẻng mà không có tay cầm. Xẻng cái đầu ngươi đấy. Ngươi có bao giờ gặp qua cái xẻng nào có thể thành tinh không? Được rồi. Tất cả im miệng đi, nam nhân mặt sẹo bình tĩnh lại, quát lớn với thuộc hạ của mình, chúng ta quan sát hoàn cảnh trước, kiểm tra xem rốt cuộc đây là nơi nào. Lúc này mọi người mới thoáng yên tĩnh trở lại. Đằng trước hình như có người xuyên qua tầm mắt tối tăm mờ mịt nhìn thấy có hai bóng người mơ hồ. Ánh mắt nam nhân mặt sẹo lóe lên sự cảnh giác, lập tức nhỏ giọng nói, lão nhị, lão tứ, hai người qua đó kiểm tra tình huống xem sao. Những người còn lại duy trì cảnh giác, nếu có dị thường lập tức hành động ngay. Rõ, một nam nhân bắp thịt cuồn cuộn và một nam nhân râu quai nón chậm rãi bước về phía hai bóng người mơ hồ kia. Những người khác cầm vũ khí trong tay, lưng tựa lưng, vô cùng cảnh giác nhìn chung quanh. Này, các ngươi là ai? Nam nhân cơ bắp cầm súng tiến đến gần, lập tức quát hỏi người ở xa, ngươi lên tiếng đi. Nếu không... Đừng trách chúng ta cư xử với các ngươi như nhân vật nguy hiểm. Nam nhân râu quai nón không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người kia, đột nhiên nói, nhị ca, một người trong đó hình như là lão thất. Nam nhân cơ bắp cũng nhìn ra được hình dáng của một người trong đó rất giống lão thất bị quái vật nuốt mất trước đó, liền kêu lên một tiếng, lão thất, là ngươi sao? Một bóng người trong đó nghe được tiếng gọi mình, hơi quay người lại. Sau đó chạy đến chỗ nam nhân cơ bắp và râu quai nón. Nhị ca, tứ ca, tại sao các ngươi lại vào đây? Quả nhiên, sau khi người này đến gần, diện mạo đã rõ ràng hơn, chính là lão thất đã bị quái vật nuốt chửng trước đó. Nam nhân cơ bắp nhìn thấy lão thất, không khỏi vui vẻ tiến lên ôm lấy đối phương. Lão thất, tại sao ngươi lại ở đây? Người đi cùng ngươi là ai vậy? Có người nào sao? Lão thất nghi ngờ hỏi. Vừa rồi chỉ có một mình ta thôi mà, nào có ai khác chứ? Nhị ca, mau rời khỏi đây, hắn ta không phải lão thất. Trong lúc hai người đang trò chuyện, nam nhân râu quai nón lặng lẽ đến gần người khác. Sau khi nhìn thấy diện mạo của người này, hắn ta cả kinh, quay lại giống to với nam nhân cơ bắp. Nam nhân cơ bắp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng dưng cả người giống như bị xe tải đụng phải, bay ra ngoài mấy trăm mét, bất tỉnh nhân sự. Đùng 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 đùng. Nam nhân râu quai nón lập tức nổ súng với lão thất, những người phụ trách cảnh giới thấy vậy cũng nổ súng theo. Đáng tiếc, đạn không hề mang đến tác dụng gì, bắn vào người lão thất chỉ có rơi lộp độp xuống đất mà thôi.
Rốt cuộc là quái vật gì thế? Nam nhân mặt sẹo trừng đến rách cả mí mắt. Mặc dù trước khi tiến vào tàn cảnh U Minh, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng không nghĩ đến tình huống bên trong bí cảnh vẫn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Ngươi mới là quái vật đó. Lão thất có chút khó chịu nói, ta ghét nhất người khác giả mạo vợ của ta. Cho dù các ngươi cũng bởi vì chúng huyễn thuật, thân bất do kỷ, nhưng các ngươi vẫn nên đi chết đi. Người này rõ ràng là Hạ Thiên, nhưng không biết vì sao trong mắt những người kia lại biến thành lão thất. Tuy nhiên, Hạ Thiên lại nhận ra diện mạo thật sự của những người này. Không cần nghĩ, huyễn thuật này nhất định do Song Yêu làm ra, chỉ là không biết nó từ nơi nào biết được hình dáng của Ninh Nhụy Nhụy và Triệu Yêu Yêu. Nhưng nó không biết được quan hệ chân chính giữa Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên. Cho nên, khi tạo ra huyễn tượng nó lại mở miệng để lộ sơ hở. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không bỏ mặc một nam nhân giả mạo vợ hiện tại và vợ tương lai của hắn. Mặc kệ những người này vô tình hay cố ý, hắn cũng sẽ xử lý hết. Về phần đường sông yêu quái kia, hắn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lão thất, là ngươi sao? Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Nam nhân mặt sẹo cũng nhìn thấy rõ gương mặt người đến, lập tức kinh ngạc không thôi. Nam nhân râu quai nón vội vàng nói, lão đại, đừng tiến lên, hắn ta không phải lão thất đâu. Bên chỗ của ta mới là lão thất thật sự. Tào Thiển Thiển đứng bên cạnh nam nhân râu quai nón bó tay, không khỏi lên tiếng, ta giống nam nhân lắm sao? Cái gì mà lão thất, ánh mắt của ngươi có vấn đề hay sao? Không phải lão thất, vậy thì đi chết đi. Nam nhân mặt sẹo giận dữ, ngay cả súng cũng không cần, móc một con dao găm đặc chế từ trong ngực ra, đâm tới Hạ Thiên. Ầm ầm ầm, đám người nam nhân mặt sẹo bay rớt ra ngoài, ngã cùng một nơi, xếp chồng lên nhau thành một chồng. Lúc này, Hạ Thiên hơi tức giận, lấy ra Định Hải thần châm, sử dụng châm ngoại châm đâm vào đường sông đang rộng lớn lên. Ngươi cảm thấy chơi rất vui đúng không? Vậy ta sẽ bồi ngươi chơi đùa. Đường sông nhuộm dần linh khí biến bị bên trong tàn cảnh u minh, tích lũy ngày tháng biến thành yêu. Nhưng cũng chỉ có như thế mà thôi. Muốn chân chính ngưng tụ yêu đan, thậm chí hóa thành hình người vẫn cần sớm lắm, ít nhất cần phải tích lũy thật nhiều linh khí nữa. Đương nhiên cũng có thể đi theo con đường ma đạo, trực tiếp thôn phệ nhân loại hoặc sinh mệnh khác, dùng huyết khí giết chóc nhập đạo. Đương nhiên, phương thức này sẽ tạo ngộ những tai họa không thể tưởng tượng được khi độ kiếp trong tương lai. Tuy nhiên, những điều này không liên quan gì đến Hạ Thiên. Hắn hoàn toàn không có hứng thú. Điều hắn cảm thấy khó chịu chính là, con sông này dám giả mạo nữ nhân của hắn, để mấy nam nhân huyễn hóa thành hình dạng vợ của hắn. Điều này không thể tha thứ được. Ban đầu, tiêu diệt quái sông cũng chẳng phải việc khó, dùng Định Hải thần châm là có thể phế bỏ nó. Nhưng Hạ Thiên không muốn dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy. Vì thế, hắn đã sử dụng châm ngoại châm để đối phó quái sông. Cách đây không lâu, hắn cũng sử dụng chiêu thức này điểm hóa linh mạch Trung Nam Sơn, giúp nó ngưng tụ thành hình người. Con sông kia dường như dự cảm được điều gì đó, lòng sông thật dài điên cuồng giãy giụa. Khiến cho vị trí của Hạ Thiên và Tào Thiển Thiển đang đứng vặn vẹo không thôi. Sát thủ Tiêu gia trong nháy mắt bị hiện tượng vặn vẹo này vặn thành bã vụn. Đáng tiếc, hành động đó hoàn toàn vô dụng với Hạ Thiên, thậm chí phạm vi 100-200m xung quanh hắn vẫn ổn như Thái Sơn. A! À, một tiếng kêu thảm thiết cổ quái vang lên. Tiếp theo, toàn bộ đường sông bỗng nhiên cuốn lại, giống như một mảnh giấy bị đốt trong lửa. Rất nhanh! Đường sông cuốn lại thành một cục, linh khí, tà khí, ma khí, còn có thi cốt, bùn cát cùng những thứ khác mà nó đã góp nhặt không biết bao nhiêu năm đang ngưng tụ lại. Cuối cùng, nó dần dần ngưng thành hình người. Cái gì thế? Tào Thiển Thiển mở to mắt, có chút khó tin nhìn một châm của Hạ Thiên đâm xuống, đường sông dần dần biến thành hình người. Điều này quá nghịch thiên rồi. Hạ Thiên bỗng nhiên thu hồi ngân châm. Ung Dung nói, đây không phải tự dưng mà tạo thành một con người. Nó vốn muốn thành yêu, sau đó hóa thành hình người. Ta chỉ tăng nhanh tiến trình này mà thôi. Ta có chút không rõ vì sao đám yêu quái đó nhất định phải hóa thành hình người. Tào Thiển Thiển thật sự không hiểu. Đây chính là nghi hoặc của nàng khi xem phim trên TV lúc nhỏ, rõ ràng sau khi bọn chúng biến thành hình người không còn sự lợi hại khi còn là yêu quái. Hạ Thiên đáp, bởi vì người là tiêu chuẩn của vạn vật. Trừ phi trực tiếp bước vào ma đạo, còn không, nếu muốn thành tiên,
trước phải ngưng tụ được hình người. Còn có giải thích này sao? Tào Thiển Thiển không hiểu, dù sao nàng cũng chỉ là một phàm nhân, mặc dù nàng là người Tào gia, loáng thoáng cũng biết được trên thế giới tồn tại một số người không phải bình thường, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến thế giới đã thần kỳ đến trình độ này. À, đa tạ đã thành toàn, không biết ta nên làm thế nào để báo đáp ngươi đây? Lúc này, yêu quái đường sông đã hoàn toàn hóa thành hình người, nhưng diện mạo thật sự không có gì để khen, chẳng những tướng ngũ đoạn, hơn nữa trên mặt còn đầy vết sẹo, ngũ quan méo mó, giống như bị bệnh nặng. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì ta chẳng giúp gì cho ngươi. Ta biến ngươi thành hình người cũng chỉ vì muốn ngươi dễ dàng cảm nhận được thống khổ hơn mà thôi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Yêu quái đường sông cảm nhận được sát khí trong lời nói của Hạ Thiên, biết hắn không phải đang nói đùa. Tào Thiển Thiển cũng cho rằng Hạ Thiên làm như vậy hơi bị dư thừa. Lúc trước, hắn tiêu diệt nước sông một cách rất gọn gàng, bây giờ ngược lại còn cong cong vẹo vẹo. Nhưng logic này thành lập ở Hạ Thiên lại rất thông thuận. Nếu hắn muốn xử lý yêu quái đường sông, hắn ít nhất có hơn trăm phương pháp, nhưng hắn không muốn xử lý nó một cách đơn giản như vậy, mà là để cho nó cảm nhận được sự thống khổ. Trên thế giới, có trải nghiệm sâu sắc nhất đối với thống khổ chính là con người. Cho nên, hắn biến yêu quái đường sông thành hình người, sau đó để cho nó cảm nhận thống khổ vô tận, khi đó mới có thể tiêu tan cơn tức giận trong lòng Hạ Thiên. Tiểu tử, cho dù ngươi có thể ngưng tụ ta thành hình người, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý. Yêu quái đường sông biến sắc, giọng điệu cũng lạnh xuống, ban đầu, lão phu chỉ cần tích lũy linh khí và huyết khí 10 năm là có thể tự chủ ngưng tụ thành hình người, thoát khỏi cái nơi rách nát này. Ta mở miệng cảm ơn ngươi đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm lời nói của yêu quái đường sông, đây chính là di ngôn của ngươi. Tiểu tử, ngươi ngay cả thời gian để lại di ngôn cũng không có đâu. Đang nói chuyện, yêu quái đường sông bỗng nhiên vung tay chém ra một lưỡi đao cắt về phía cổ Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười đứng im tại chỗ, hoàn toàn không có ý né tránh. Ngươi mau tránh đi, Tào Thiển Thiển giật mình kêu lên. Nhưng phản ứng vẫn nhanh hơn, vô thức muốn đẩy Hạ Thiên. Đáng tiếc, nàng đẩy không được. A! À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đao kia không ngoài ý muốn chém vào cổ yêu quái đường sông, vết thương sâu có thể thấy được xương, không ngừng chảy máu. Chuyện gì xảy ra thế? Yêu quái đường sông lo sợ không yên nhìn cổ của mình. Nhìn thấy tay đầy máu đỏ tươi, gương mặt của nó lại càng hoảng sợ hơn, tại sao ta lại chảy máu? Hạ Thiên cười nói, người đã biến thành hình người, đổ máu không phải rất bình thường sao? Người, yêu quái đường sông không khỏi lộ ra thần sắc mờ mịt, ta chỉ ngưng tụ ra hình người mà thôi, làm sao có thể biến thành người? Người khác thì không thể. Hạ Thiên mỉm cười nhìn yêu quái đường sông, dửng dưng đáp lại, nhưng ta thì có thể làm được. Yêu quái đường sông khó khăn cầm máu ở cổ, nghe Hạ Thiên nói xong, lại càng thêm tức giận, ta sẽ làm thịt ngươi. Tuy nhiên, lúc này nó đã có kinh nghiệm, không sử dụng binh khí mà dự định vây khốn Hạ Thiên trước. Hóa xa vi tù, yêu quái đường sông quát lớn một tiếng, hai tay vung về phía Hạ Thiên, sao? Chuyện gì xảy ra thế? Yêu quái đường sông đột nhiên phát hiện hai cánh tay của mình cũng không biến thành cuồng xa như nó đã nghĩ, mà chỉ là một sợi lông tơ màu vàng. Rất nhanh, những sợi lông tơ màu vàng này càng lúc càng thô, càng lúc càng dài. Cánh tay và bàn tay dần dần biến hình, mọc ra lợi chảo. Cơ thể không bị khống chế, dần dần thấp xuống, bốn chân chạm đất, nghiễm nhiên biến thành một con chó. Yêu quái đường sông vô cùng sợ hãi, há miệng định quát hỏi Hạ Thiên, nhưng âm thanh phát ra lại biến thành gâu gâu gâu. Nó biến thành chó rồi sao? Tào Thiển Thiển xem như được mở rộng tầm mắt, hoàn toàn không thể tin vào hình ảnh trước mắt của mình, thật sự không thể tin nổi. Gâu, yêu quái đường sông oán độc trừng mắt nhìn Hạ Thiên, thả người nhảy một cái, há miệng muốn cắn vào cổ Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn mỉm cười như cũ, đứng im không nhúc nhích. Răng rắc, một tiếng vang giòn, yêu quái đường sông từ giữa không trung rơi xuống đất, co thành một cụm, kêu thảm không thôi. Ngươi cứ việc giày vò, Hạ Thiên thờ ơ nói, càng giày vò, ngươi lại càng thống khổ. Ngươi hãy tự hưởng thụ đi. Nói xong, Hạ Thiên đi thẳng. Tào Thiển Thiển sửng sốt, lập tức lấy lại tinh thần, ngươi chờ ta với.
Yêu quái đường sông thật sự không cam lòng, muốn bắt Tào Thiển Thiển, kết quả vừa mới nhịn đau cắn răng một lần nữa nhảy lên, lại một tiếng răng rắc, xương cốt bị gãy mất mấy cây, kêu thảm ngã sấp xuống mặt đất. Cơ thể của nó một lần nữa thu nhỏ lại, thành một con mèo già ốm yếu, chỉ cần khẽ động một chút là toàn thân run rẩy vì đau. Có cần, Tào Thiển Thiển quay đầu nhìn thoáng qua thảm trạng của yêu quái đường sông, ánh mắt không khỏi hiện lên sự đồng tình. Hạ Thiên hờ hững nói, vậy ngươi đổi cho nó đi. À, như vậy là được rồi. Tâm thánh mẫu của Tào Thiển Thiển vừa mới xuất hiện đã bị nàng gạt bỏ. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng đã nhỏ hơn nhưng vẫn liên miên không dứt. Khoan đã, lúc này, một bóng người vác trường kiếm rơi xuống trước mặt Hạ Thiên, lạnh lùng nói, người anh em, người không cảm thấy thủ đoạn của mình quá ác độc, à. Cút sang một bên, Hạ Thiên nghe cũng chẳng muốn nghe, trực tiếp nhấc chân đạp bay người này không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tào Thiển Thiển còn chưa thấy rõ hình dạng người kia như thế nào, người đã biến mất trước mặt nàng. Tiểu tử, người đúng là không coi ai ra gì. Một lão giả đeo kiếm rơi xuống trước mặt Hạ Thiên, nổi giận nói, đầu tiên, ngươi dùng phương pháp vô cùng âm độc biến người khác thành súc sinh, vừa nãy lại đá bay đệ tử kiếm môn ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lại có thể dám tùy ý làm bậy như thế. Ngươi là ai? Hạ Thiên không kiên nhẫn hỏi. Lão giả đeo kiếm ngạo nghễ giới thiệu, lão phu chính là thủ hộ giả bí cảnh U Minh, tông chủ kiếm tông Tào Thị, được người xưng là kiếm thánh Tào Cát Lợi. Lại là họ Tào, Hạ Thiên nhếch miệng, quay sang nói với Tào Thiển Thiển, ngươi còn không dập đầu. Đây là tổ tông nhà ngươi đấy. Sao, Tào Thiển Thiển như phát mộng, nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Thiên, nhưng lại cảm giác hắn không giống như đang nói đùa. Lão giả đeo kiếm nghe Hạ Thiên nói, không khỏi quay sang nhìn Hạ Thiên, kiếm vác sau lưng bốc lên từng sợi tinh quang. Lão quát hỏi, ngươi là người Tào Thị, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tổ huấn Tào Thị chính là hậu nhân vĩnh viễn không được bước vào bí cảnh nửa bước. Trừ phi, chẳng lẽ phong ấn giới môn đã bị phá? Tào Thiển Thiển gật đầu đáp, là do Hạ Thiên phá. Không thể nào, trên cửa có vô số lá bùa, còn có một trận pháp nữa. Gương mặt Tào lão đầu hiện lên vẻ khiếp sợ, nổi giận quát hỏi, còn có thanh công kiếm lão phu lưu lại, tại sao có người phá được chứ? Hạ Thiên khinh thường nói, còn có mấy sợi dây xích treo trên cửa nữa. Một thanh kiếm thôi mà, có cái gì mà không thể phá? Chuyện này rốt cuộc là sao? Tào lão đầu hiển nhiên không thể tiếp nhận hiện thực này, nhưng trước mắt thật sự có hai người ngoài tiến vào, một người trong đó còn là người Tào gia, lão không thể không sinh lòng hoài nghi. Dù sao, Tào Thiển Thiển cũng là hậu nhân Tào gia, lập tức thuật lại mọi chuyện một cách đơn giản cho Tào lão đầu nghe. Quả thật là phế vật, Tào lão đầu hiển nhiên không nghĩ đến hậu nhân Tào gia lại luân lạc đến tình trạng này, uổng cho năm đó lão bỏ qua tất cả, dùng linh hồn và cơ thể lựa chọn lưu lại bên trong tàn cảnh, kết quả đám hậu nhân bên ngoài lại không thể chấn hưng Tào gia. Hạ Thiên nói, ngươi mới là phế vật đấy, ngươi đừng cản đường ta, nếu không, ta biến ngươi thành chó luôn. Muốn chết, Tào lão đầu giận tím mặt, phụ thiên kiếm khí, trùng tiêu nhi khởi. Trường kiếm sau lưng lóe lên ánh sáng, sau đó bay lên không, biến thành kiếm khí xung thiên. Vô số linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, toàn bộ tàn cảnh mơ hồ có chút bất ổn. Người bên trong không khỏi sợ hãi bất an. Một kiếm này, đại khí bằng bạc, rất giống một kiếm đường đường chính chính. Kiếm còn chưa chém xuống nhưng nhìn kiếm khí ngút trời, người ta sẽ vô thức cảm thấy nó sẽ bổ về phía mình, từ đó không tự chủ được mà sinh lòng sợ hãi. Kiếm khí như thế, chỉ sợ chúng ta phải chết mất. Tào Thiển Thiển vừa nói xong, hai mắt trở nên trắng dã. Khi sắp ngất, Hạ Thiên tiện tay giúp đỡ nàng một chút mới khiến cho nàng khôi phục tỉnh táo. Bên trong tàn cảnh U Minh, không ít người và thế lực đều nhìn thấy kiếm khí xung thiên, sinh lòng kiêng kỵ, quyết định tị nhi viễn chi, đồng thời cũng có người lặng lẽ đến gần, dự định đục nước béo cò. Nhìn kiếm khí, hẳn Tào Điên đang nổi bão. Trương Lăng Linh không tự chủ được cau mày, không biết là ai lại có thể chọc giận ông ta, đúng là hiếm thấy. Chúng ta qua đó nhìn một chút đi. Ninh Nhụy Nhụy cũng cau mày, không biết vì sao nàng luôn có cảm giác dẫn phát tình huống này chỉ có một người. Chỉ là vì sao người kia lại ở đây? Không nghĩ ra, cũng không có đạo lý. Chẳng lẽ hắn đến tìm nàng?
Ninh Nhụy Nhụy vừa nghĩ đến đây, không khỏi có chút nhịn không được mà cười lên. Điều này sao có thể? Hẳn là do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Cẩn thận nghĩ lại, nàng cảm thấy bản thân có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ nàng nhớ hắn rồi? Không, không không, nhất định là không. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, trong nháy mắt trăm ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu, sau đó, nàng lại bác bỏ toàn bộ suy nghĩ đó. Trong lúc nàng đang phân tâm, dưới chân bỗng nhiên vang lên một tiếng răng rắc. Ninh Nhụy Nhụy lập tức bừng tỉnh, cảm nhận được sự không ổn. Ở đây chính là hiểm cảnh, lúc nào cũng có thể rơi vào cạm bẫy, thế mà nàng lại phân tâm. Cúi đầu nhìn lại, hai chân của nàng đã dẫm vào vùng bùn. Đằng trước không còn bóng dáng của Trương Lăng Linh. Lần này không ổn rồi. Trước đó, nàng đã sớm nghe Trương Lăng Linh nhắc nhở qua. Bên trong tàng cảnh U Minh, bùn âm hồn trải rộng, sẽ có người từng chút một kéo nàng vào hầm, sau đó linh hồn bị hấp thu sạch sẽ. Một số người thì bị phong ấn trong bùn, cuối cùng trở thành một tượng đá bất tử bất diệt. Có vũng bùn lại có độc. Bây giờ còn chưa rõ ràng lắm vũng bùn này là loại nào. Ninh Nhụy Nhụy thở ra một hơi, chậm rãi bình tâm tĩnh khí. Gặp chuyện tuyệt đối không thể hoảng, cũng không thể gấp. Đây là thái độ ứng đối với nguy cơ mà nàng học được từ Hạ Thiên khi còn ở bí cảnh Quy Khư. Tuy nói Hạ Thiên bình tĩnh là nhờ hắn có năng lực mạnh đến nghịch thiên, nhưng gặp nguy không loạn mới có thể tìm được thời cơ thoát khốn. Lúc này thấp thỏm lo âu chỉ ngồi chờ chết mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy vận chuyển linh khí toàn thân, nhất là hai chân đã bị dính chặt vào bùn âm hồn, thừa dịp bây giờ còn chưa bị kéo lại, nàng phải tranh thủ thoát khỏi. Phốc, đúng vào lúc này, cách đó không vang lên một tiếng chế giễu. Ai? Ninh Nhụy Nhụy rõ ràng cảm nhận được có người đang núp xung quanh, không khỏi hét lớn một tiếng, nếu ngươi còn không ra đây, đừng trách ta không khách sáo. Ngươi không khách sáo với ta như thế nào? Một âm thanh âm dương quái khí vang lên, có chút trào phúng, rơi chúng vũng bùn âm hồn, ngươi không cho rằng mình còn có dư lực ra tay với ta sao? Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn lại, phát hiện là một nữ nhân tóc ngắn mặc quần áo bó màu đen, ánh mắt bất thiện nhìn nàng chằm chằm. Ngươi muốn làm gì? Ninh Nhụy Nhụy có chút khó hiểu. Nàng hoàn toàn không biết nữ nhân này, tại sao lại có địch ý mãnh liệt với nàng như thế. Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng, rút một con dao ba cạnh từ trong ngực ra, chậm rãi bước đến gần Ninh Nhụy Nhụy, tàn cảnh này là của Nhạc gia chúng ta, người nào trà trộn vào cũng đều phải chết. Ngươi là người của Nhạc gia, một trong tứ giới trấn thủ sứ. Ninh Nhụy Nhụy đã từng nghe Trương Lăng Linh giới thiệu về tứ giới trấn thủ sứ. Đây là bốn gia tộc lấy bảo hộ toàn cảnh U Minh làm sứ mệnh, theo thứ tự là Tiêu gia, Tào gia, Nhạc gia và Ninh gia. Sau khi tổ tiên Tiêu gia tìm được bí cảnh Thiên Cung, chướng mắt toàn cảnh U Minh, trực tiếp rời khỏi cái gọi là tứ giới trấn thủ sứ. Về phần Ninh gia, hoàn toàn không có quan hệ với Ninh Nhụy Nhụy, bởi vì Ninh gia đã bị diệt tộc 7-80 năm trước. Cha, ngươi còn biết cả tứ giới trấn thủ sứ, vậy ta càng không thể lưu lại ngươi. Nụ cười trên mặt Nhạc Nhất San lại càng lạnh hơn. Nàng ta nhảy lên, con dao ba cạnh trong tay lập tức đâm vào cái cổ trắng như tuyết của Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy muốn tránh, đáng tiếc thân hình đã bị định trụ, hoàn toàn tránh không được. Lần này phải chết rồi sao? Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu. Hạ Thiên khinh thường nói với Tào Thiển Thiển, chút kiếm khí đó chẳng khác nào pháo hoa. Pháo hoa. Tào Thiển Thiển kinh ngạc trừng mắt nhìn Hạ Thiên, thật sự có chút khó mà lý giải được. Kiếm khí này đã lớn đến mức hù chết người, hắn lại còn tâm trạng nói đùa. Chỉ là màu sắc không được dễ nhìn cho lắm. Hạ Thiên nhìn kiếm khí trùng thiên, cười nói, vợ Hinh Hinh đặc biệt thích pháo hoa, nhưng nàng lại thích màu hồng hơn. Tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục ta như thế, Tào lão đầu nói thế nào cũng là kiếm thánh nhất đại. Bây giờ lại bị một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch đùa giỡn, nếu cơn giận này mà không xả, lão không còn mặt mũi nhìn người khác, nhật nguyệt kỳ chung, nhất kiếm chảm không. Kiếm khí xung thiên đột nhiên gấp khúc, giống như roi, mang theo thần uy lẫm liệt thế không thể đỡ quét về phía Hạ Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 164.